hân hạnh đón tiếp cha Giuse Maria Nguyễn Minh Quang. Hôm nay Ngài sẽ đến với chúng ta qua cái đề tài thứ hai là những cái rạn nứt ở trong gia đình. Và chúng ta cùng chào đón cha Nguyễn Minh Quang một tràng pháo tay. Cha Quang ơi, mới có người dưới này, mấy cụ dưới này bảo chứ là cha đi qua đi lại họ chóng mặt quá. Chóng mặt quá. Dạ, cha đứng lại một chỗ cho họ chiêm ngưỡng dung nhan. Dạ vâng. Thân ái kính chào cha xứ, quý sơ, quý cụ, quý bà và anh chị em. Không biết là mọi người hôm nay khỏe không ạ? Dạ, con thì không khỏe. Chưa giảng xong là chưa khỏe được. Chừng nào phải xong hết mọi sự. Nói chứ thật sự khi mà về giới xứ nhà thì cái tâm trạng nó khác lắm. Nó luôn luôn là nó không phải là rung động đâu, mà thổn thức. Nên là ngày hôm nay thì con cũng xin tất cả quý sơ, quý cụ, quý bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho con khi mà ngồi ở phía dưới và nghe. Đề tài ngày hôm nay của chúng ta thì chắc mọi người đã biết rồi. Đó là chúng ta cùng bước thêm một bước nữa trên cuộc hành trình, gọi là cuộc hành hương ngắn, để thấy gương mặt thứ hai. Đó là những người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Và chủ đề này đó thì sẽ tóm gọn về giữa vợ chồng với nhau và cha mẹ với con cái, là một cái điều rất là thực tế trong xã hội ngày hôm nay. Bởi thế giờ đây con xin mời cộng đoàn cùng đứng, chúng ta cùng hát bài hát Chúa Thánh Thần để cầu nguyện cho người nói cũng như là người nghe. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa ban cho chúng con một ngày vừa qua với biết bao nhiêu là hồng ân. Và trong giây phút tĩnh tâm ngày thứ hai này, chúng con xin Chúa cũng đổ tràn sự khôn ngoan, mở lòng, mở trí chúng con để chúng con đón nhận những gì người nói chia sẻ, và chúng con đón lấy như là lời của Chúa. Và xin Chúa cũng giúp cho mọi người chúng con khi đã được lời Chúa đánh động thì chúng con cũng can đảm để thay đổi đời sống của mình. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa cho trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng an tọa. Trước hết chắc là phải xin lỗi một người hồi nãy có nói là cha đừng có đi qua đi lại nhiều quá, con chóng mặt. Nhưng mà con không đi thì cái bài giảng nó không ra được.
nên là mọi người thông cảm. Là một thói quen rồi, nên con cố gắng đi ít lại. Nhưng mà đi như vậy thì cho mọi người cũng đỡ buồn ngủ hơn. Mình phải nhìn qua nhìn lại để thấy ông cha ông đi. Có một câu chuyện kể như thế này, là có một cái cặp kia rất là yêu thương nhau, coi như là vừa tìm hiểu rồi đến với nhau được một thời gian. Thì ngày hôm ấy cả hai bắt đầu đến với nhau. Và rồi thì chuyện sau đó cũng đến, và hai người lập gia đình. Thì đến một cái giai đoạn gọi là 50 năm sau, cặp vợ chồng ấy sinh được 3 người con trai, rồi có đàn cháu nữa. Thì những đứa con ngày hôm ấy tổ chức gọi là một cái bữa tiệc linh đình, để mà gọi là 50 năm gọi là gì ạ? Kim Khánh, mừng cho bố mẹ và ông bà. Và trong buổi tiệc ấy thì mời nhiều người trong giáo xứ, rồi người ta có MC nữa, kêu mọi người hãy nâng ly lên chúc mừng cho đôi uyên ương đã trải qua một cuộc hành trình 50 năm trời. Ở đây có ai trên 50 năm thành hôn không ạ? Xin giơ tay ạ. Chắc nhiều chứ. Đây, một số rất là đông. 50 năm, một chặng đường không ngắn tí nào. Và cặp đôi này đã đi tới cái chặng đường 50 năm đó, và người ta vui mừng, ai cũng gọi là chia cho cái cặp này. Nhưng mà trong giây phút đó thì ông chồng ông rơi lệ và ông bỏ đi. Bà vợ thấy lạ và chắc nghĩ thầm, chắc là ông này hôm nay ông cảm động lắm rồi đây. Rồi bà cũng đi theo ra phía ngoài hiên. Thấy ông chồng ông nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, thì bà vợ mới nói, anh à, chắc hôm nay anh cảm động lắm vì nhớ lại 50 năm ngày xưa của chúng ta. Ông nói, em có nhớ cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp gỡ nhau không? Em nhớ chứ. Vậy thì em có nhớ cái lúc mà chúng ta gọi là giấu bố mẹ mà ân ái với nhau không? Em cũng nhớ luôn. Cái đêm hôm ấy chúng ta ở với nhau, thì đột nhiên bố của em phát hiện được. Và ông ta là ông gọi là tòa án tối cao đó. Thì ông mới nói với anh như thế này, mày đó, đáng lý tao bỏ mày vô tù rồi, nhưng mà vì gia cảnh của mày cũng khá giả, và mày hại đời con gái của tao, thế thì tao cho mày một cơ hội. Nếu như mày không cưới con gái của tao làm vợ, thì tao sẽ tống mày vô tù, ngồi trong đó bốc lịch 50 năm con à. Anh mới nghĩ, giá như mà cái giây phút đó anh cương quyết một tí nữa thì hôm nay là ngày ra tù của anh rồi. Đấy. Không biết rằng ở đây có ông chồng nào mà giá mà như thế đó hay không. Nhưng mà phải nói rằng là cho thấy một cái điểm này, cái đời sống hôn nhân nó không có dễ tí nào cả. Đi 50 năm chặng đường mà cái ông đó đó, ổng coi thà ở trong tù nó còn sướng hơn. Không biết là ở đây có ai tâm trạng như vậy không, nhưng mà muốn nói với các sơ chọn đúng ơn gọi rồi. Tu là cõi phúc, tình là dây thun. Khổ lắm. Có nhiều người họ đến nói với con như vậy đó. Ngày xưa còn là một ông thầy đi lon ton như vậy, có mấy bà tới, cháu lại đây, cháu phải nhớ cái điều này, ở ngoài đời khổ lắm con, đi tu đi, đừng có bao giờ lấy vợ, về vợ nó cắm sừng mày chết, đi tu đi. Con cứ nghe mà nhớ cái lời đó hoài. Mà bây giờ thì cũng cảm ơn Chúa là mọi sự là cũng xong rồi, không có còn mơ ước nữa. Nhưng mà cái ngày xưa đó, khi mà con còn là một cậu giúp lễ ở nơi đây, thì hay thích giúp lễ đám cưới, là bởi vì lễ đám cưới thì có nhiều cái đẹp để thấy lắm. Cặp đôi đẹp nè, rồi người ta trưng bày cũng đẹp nè. Và con nhớ nhất một cái cặp kia, họ tổ chức một đám cưới rất là linh đình trong nhà thờ của chúng ta nơi đây nè đó. Và cái ngày hôm ấy cặp đôi đến với nhau rất là đẹp đôi, như là tài tử minh tinh vậy. Và anh chàng này ảnh còn ga lăng hơn nữa, ảnh mua một cái chiếc nhẫn, gọi là nhẫn chắc là bạch kim hay gì đó, và trên đó có một cái dòng chữ gọi là only death can separate, có nghĩa là chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được anh với em thôi. Hay không? Anh ta chắc là phải yêu cô nàng lắm mới dám nói cái câu đó. Đấy, cho dù súng mà nó chĩa anh, nó bắt anh bỏ em cũng không bỏ.
Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được tình của anh dành cho em. Và lúc đó con nghĩ trong đầu, mai mốt giá mà mình mà cưới vợ đó, mình cũng sẽ làm y chang cái anh này. Mua một chiếc nhẫn y chang, ghi hàng chữ y chang. À, rất là romantic, lãng mạn lắm. Và cặp đôi khi mà lên trên cung thánh, con để ý rất kỹ, họ thề thốt với nhau rồi cả hai đều khóc. Coi như là một cái đám cưới, phải nói là như trong phim vậy. Rất là đẹp. Và nó để lại một ấn tượng rất lớn và sâu sắc trong lòng những người mà đi tham dự. Và họ nghĩ cái cặp này ăn chắc. Nhưng mà sau 5 năm, tưng bừng khai trương và âm thầm dẹp tiệm. Sau có 5 năm thôi, cặp đôi tan rã. Mình nghe mà mình cũng đáng buồn. Bởi vì ai cũng nghĩ là hai người này thật sự thương nhau mà đến với nhau. Đến thật chứ. Khi mà đến như vậy, trao chiếc nhẫn cưới, nói một câu thẳng thừng, chỉ có cái chết mới chia cách được. Nhưng mà mới 5 năm là bỏ rồi. Thế thì mình đặt một câu hỏi là tại sao vậy? Một cặp đôi trẻ, nhiều hứa hẹn, lại chia cách khi một thời gian quá ngắn như vậy. Có nhiều người nói là 5 năm là 5 năm thử thách lớn nhất của một cặp đôi khi đến với nhau. Có đúng không ạ? 5 năm đầu là 5 năm khó nhất. Và đời linh mục cũng vậy. 5 năm đầu là năm thử thách nhất. Con thì chưa tới 5 năm, nên là vẫn còn trong tình trạng đó. Ông bà và anh chị em phải cầu nguyện thật nhiều. Vẫn chưa có qua được cái mức đó. Ngày trước con có nghe một cái bài thơ nói về tình yêu của những người trẻ trong cái thời đại chúng ta ngày hôm nay. Đó là một bài thơ con cóc, nhưng mà con nghĩ rằng nó rất đúng, mà có thể cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa tại sao nhiều cặp đôi ngày hôm nay họ tan rã. Với chỉ vài năm thôi, họ bỏ nhau. Và người ta thống kê đó, là bây giờ đó, mình thấy 10 cặp đám cưới thì hết 5 cặp là rụng rồi. Nó nhiều như vậy đó, 50%. Thì cái bài thơ đó nói như thế này, là ngày hôm nay người ta yêu vội vàng, yêu rộn ràng, yêu sổ sàng, đến khi ngỡ ngàng thì đã quá muộn màng. Bữa nay có ai hiểu gì không, nhưng mà đây là bài thơ con cóc. Yêu một cách vội vàng, có nghĩa là không cần biết suy nghĩ, chỉ cần hợp mắt hợp nhãn, nghe mà thấy là đã tai hả, là bắt đầu có thể là đến với nhau một cách dễ dàng. Ngày xưa thì chúng ta phải trải qua một thời gian tìm hiểu rất lâu dài, làm bạn trước, rồi sau đó mới tới viết thư tay cho nhau. Mà ngày xưa đọc thư tay thôi là cũng đủ phê rồi. Ngày hôm nay thì không có. Vừa quen với nhau thôi là đã đốt giai đoạn và tiến tới một cái giai đoạn nó xa lắm. Có một cái bài gọi là bài hát tại Việt Nam ngày hôm nay của giới trẻ mà đang đứng trên bảng xếp hạng nhất suốt mấy tuần nay. Nó gọi là bài Mượn Rượu Tỏ Tình. Ở đây không biết có ai biết không? Một cái bài nhạc trẻ rất là nổi tại Việt Nam ngày hôm nay. Người trẻ họ cũng như rất thích cái bài này. Nhưng mà nếu mình để ý kỹ đó, trong cái lời bài hát này đó, nó như thế này, rất là đơn giản, Mượn Rượu Tỏ Tình. Nói về cái tình cảm gọi là tình một đêm của một người trai trẻ với một cô con gái. Cả hai là bạn quen nhau rồi dùng rượu để mà tỏ cái tình cảm đó. Và trong đó có một cái câu như thế này là chúng ta yêu nhau tối nay, không cần biết đúng hay sai, không cần biết ngày mai, chỉ cần tối hôm nay là được. Và họ gọi là chơi với nhau trong cái buổi tối rồi ăn nằm với nhau kiểu vậy. Vậy mà nó cũng là một cái bài nhạc ở trên bảng xếp hạng đầu của tất cả các bài nhạc ngày hôm nay. Mình thấy lạ không? Tại sao giới trẻ ngày hôm nay nó lại thích như vậy? Thưa là bởi vì nó đúng tâm trạng của những người trẻ ngày hôm nay. Đến với nhau một cách rất là vội vàng, không cần biết đúng sai, chỉ cần thấy yêu nhau, hợp mắt nhau là trao hết cho nhau. Yêu một cách rộn ràng. Ngày hôm nay người trẻ họ yêu một cách gọi là, mình biết là thùng rỗng thì nó kêu to chứ gì ạ. Nó không có cái chiều sâu, mà chỉ có những cái hời hợt bên ngoài. Họ chụp hình lấy
đi chơi chỗ nào chụp lên, đưa lên cho bạn bè coi, rồi thậm chí là tổ chức những cái gì rất là linh đình, rất là đèn đốt, đầy đủ cả. Nhưng mà nó thiếu một cái điều ở trong bên trong, là không có sự tìm hiểu cặn kẽ. Cái tìm hiểu cặn kẽ ngày hôm nay nó không có nhiều đâu bà và anh chị em. Nó đến với nhau chỉ như một cơn gió, và đến một lúc nào đó họ cảm thấy mình cần phải thử, gọi là sống thử đó, ăn ở thử đó, rồi sau đó đi đến hôn nhân, vậy thôi. Nó không có một cái gì là nó chắc chắn cả. Thử ở một vài năm thấy ok, rồi đi đến hôn nhân, vậy thôi. Nhưng mà khi bước vào đời sống hôn nhân, nhiều cặp đôi đã ngỡ ngàng. Họ ngỡ ngàng ở chỗ là khi mà sống thử, nó khác với lại cái đời sống thật. Bước vào đời sống hôn nhân thực sự, nó rất rất là nhiều cái. Mà một trong những cái chính là cái sự khác biệt giữa một người nam và một người nữ khi mà bước vào đời sống hôn nhân. Mình thường thường mình nghĩ, con trai với con gái yêu nhau, đến với nhau, tình yêu vượt qua tất cả. Nhưng mà nó không phải vậy. Lỡ như một lúc nào đó tình yêu của mình nó phai, nó nhạt, thì mình làm cách gì để vượt qua những cái thử thách đây? Cái khác biệt của người nam và người nữ, đây là trong tâm lý học. Một người đàn bà và một người đàn ông khác nhau lắm. Khác từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đầy đủ cả, từ cách suy nghĩ nữa. Khi mà một người đàn bà bước vào trong đời sống hôn nhân, họ, cái trái tim của họ chỉ có một ngăn đó là dành tất cả cho gia đình. Họ sẵn sàng lui về hậu phương để mà chăm lo cho con cái và giúp đỡ cho chồng. Nấu ăn cũng được, rồi lo việc nội trợ cũng được, miễn là gia đình nó êm ấm. Nhưng mà người đàn ông thì không phải vậy. Khi mà một người đàn ông đó bước vào đời sống gia đình, trái tim của họ vẫn còn nhiều ngăn lắm, không như người đàn bà. Nào là ngăn công ăn việc làm. Đối với người đàn ông, công ăn việc làm rất quan trọng. Rồi ngăn của vợ con một bên cũng là một ngăn. Rồi ngăn của nhà thờ nhà thánh, đi vào làm những chương trình này chương trình kia. Người đàn ông tính của họ là có nhiều cái sự gọi là chương trình lo liệu. Còn những cái liệt vặt nhặt gia đình chỉ là một thứ gọi là cũng quan trọng, nhưng mà là một phần quan trọng mà thôi. Rồi nào là ngăn của thể thao, sẵn sàng ngồi có đá banh thể thao khi mà vợ đang làm việc. Đấy, đó là cái tính cách khác nhau giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng mà còn khác hơn nữa, cái tâm lý học họ cho rằng người phụ nữ là một người chuyên về cảm tính. Thường thường mình nghe một người phụ nữ nói thì nghe rằng em cảm thấy thế này. Còn người đàn ông nói thì anh nghĩ thế này. Nó khác lắm. Cái lý trí của người đàn ông nó là một cái gọi là cái tàu lái cho cái hướng suy nghĩ của người đàn ông. Còn người phụ nữ khi mà họ thấy một cái vấn đề đó, họ thường thường đặt nặng về cái việc sự ấy xảy ra và họ cảm thông nhiều hơn. Còn người phụ nữ cũng rất là chi tiết nữa, khác với người đàn ông. Đối với người phụ nữ thì việc quan trọng là nhà cửa ngăn nắp khi mà khách đến. Còn ông chồng thì chẳng khe, khách đến có nhà là vô ok rồi. Người đàn ông quan trọng sự nghiệp đứng đầu và các chương trình phải lo cho đầy đủ. Cái sự khác biệt đó nó làm nên cái điều gì thưa, giống như là hai cái cục nam châm vậy đó. Nó không thể nào mà nó hợp nhau được. Mà mình để ý đi, cái sự khác nhau đó nó đưa ra nhiều vấn đề lắm. Một là mình chấp nhận được đối phương đó. Hai là không chấp nhận. Bởi vì khi mà những người trẻ họ bước vào đời sống hôn nhân thì cái đầu tiên mà họ thấy được là cái sự khác biệt của người đối phương của mình. Ngày xưa mình nghĩ ai cũng, người vợ hay người bạn gái của mình rất là hợp ý. Mình đi ăn chung một món, mình cùng đi coi một cuốn phim, nó dường như là nó đầy đủ, nó dễ dàng lắm. Nhưng mà khi bước vào đời sống có trách nhiệm rồi đó thì mọi sự nó thay đổi hết. Và cái trách nhiệm nó giết chết đi chính cái đời sống hôn nhân của những người trẻ không chuẩn bị kỹ. Cái người đàn ông đó thì họ không có thích gò bó,
Mà khi mà đã luống chân vào trong cái đời sống gia đình rồi thì dường như là cái chân đó bị một cái còng. Đó, cái còng này nó kéo lại, không cho người đàn ông chạy nhảy như ngày xưa đi với bạn bè nữa. Giờ là của chung, của gia đình. Không còn giờ riêng mà đi ăn nhậu nữa. Mỗi lần ăn nhậu về thì bà vợ sẽ căng nhằn. À, có một hôm con đi gọi là đi Uber thì gặp một anh chàng, anh ta làm ca đêm. Anh ta vừa mới lấy vợ thôi và có một đứa con mới có như là 5 tháng tuổi. Và hỏi là tại sao anh đi làm mà cũng khuya vậy. Thì anh ta nói rằng là bởi vì bây giờ đó, bước vào xong đời sống gia đình rồi, phải lo nhiều thứ lắm. Một trong những điều phải lo là lo cho con nè, lo cho vợ nè, tài chính nó phải ổn định nè. Rồi mới hỏi anh ta là thế thì khi mà anh đó, trước khi bước vào hôn nhân và sau khi bước vào hôn nhân, nó khác biệt như thế nào? Anh ta nói một câu như thế này, là như một cái tù vậy. Đời sống hôn nhân như là cái tù vậy. Và anh ta khuyên, nếu mà anh bạn đó vẫn còn single thì cứ ở như vậy, đừng có vô, đừng có dại. À đấy, thì cũng một người khuyên như vậy mình mới biết đời sống hôn nhân có thể dưới cái nhìn của những người trẻ là như thế. Bước vào thì nó quá ngỡ ngàng đi, nhưng đối với lại những người mà phải nói rằng chắc ở đây các bậc cao niên lớn tuổi là những người đã từng trải trong đời sống hôn nhân, thì chúng ta sẽ thấy đời sống hôn nhân với một cái nhìn khác. Thế thì ngày hôm nay con xin đưa ra hai cái thái quá mà nó phải nói rằng rất là khó để cho chúng ta vượt qua trong đời sống hôn nhân. Và hai cái thái quá này thậm chí nó có thể giết chết đời sống hôn nhân nữa. Cho dù là một người có thể là đến với nhau và yêu thương nhau một cách rất là nồng ấm, sẵn sàng nói câu chỉ có cái chết có thể chia cách, cái tình yêu đó nó vẫn có thể bị phai, vẫn có thể bị nhạt đi và thậm chí là có thể bị chết đi. Tình yêu không có như là một cái chìa khóa. Khi mình có nó là mình có tình yêu, mà khi mình mất nó là mình mất. Không phải vậy. Tình yêu giống như một cái hạt giống vậy đó. Mới đầu nó nhỏ lắm và mình phải chăm sóc, bón phân và làm cho nó lên, rồi nó nở hoa và nó kết trái. Nó là một sự chuẩn bị. Giống như là, chắc là quý bà và anh chị em biết là mỗi một cặp đôi khi mà lên trước bàn thờ Chúa đó, thường thường họ sẽ đem cho nhau một cái lễ vật rất là quan trọng. Đó là cái chiếc nhẫn. Cái chiếc nhẫn là một cái điều gọi mà là phải nói ra một cái truyền thống rất lâu dài rồi mà chúng ta tặng cho nhau. Người nào mà yêu nhau đó mới tặng cho nhau chiếc nhẫn. Con cũng có một chiếc nhẫn. À, cái nhẫn này gọi là nhẫn khi mà đi tu đó thì mình dâng cho Chúa. Cái chiếc nhẫn khi mà người ta trao cho nhau ở trên cung thánh này đó, nó mang ý nghĩa như vậy. Không phải là bởi vì nó là vàng hay là nó là kim cương, nó quý giá, cái đó chỉ là một phần. Nhưng mà cái phần chính đó, quý bà bạn cho em thấy cái vòng tròn đúng không ạ? Cái vòng tròn nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu và tình yêu. Khi mà một người nam trao cho người nữ hay người nữ trao cho người nam đó, thì họ nói rằng cái tình yêu mà dành cho nhau đó là mãi mãi, không có thể nào là có thể chia cắt được, nó luôn luôn là một vòng xoay. Và một điều nữa, ở nơi cái nhẫn đó, thường thường mình trao cho nhau nhẫn vàng. Nhẫn vàng đó, cái giá trị nó có, nhưng mà nó nói lên cái quá trình. Mình biết rằng đó là một chiếc nhẫn rất là khó, không có dễ đâu. Cái chất vàng đó, chúng ta thấy là họ lấy từ dưới đất cát. Và khi mà đem lên rồi đó, nó rất là dơ bẩn, nó đầy những chất dơ. Và người ta phải đưa vào trong cái nơi gọi là nấu nó, phải đốt nó dưới một cái độ nóng rất là kinh khủng. Đến nỗi tất cả những cái bợn nhơ đó, nó phải cháy ra hết, chỉ còn để lại cái chất vàng nguyên chất. Và sau đó nữa, nó qua một cái quá trình là phải đúc luyện nó lên thành một cái vòng tròn như thế này, rồi người ta mới ghi khắc cái gì đó. Nhưng mà cái quá trình để làm một chiếc nhẫn nó là như thế. Và đời sống hôn nhân cũng là một quá trình.
Nếu như chúng ta bước vào đời sống hôn nhân mà nghĩ rằng là một điều dễ dàng, tình yêu có thể vượt qua tất cả, thưa điều đó đúng nhưng sẽ rất sai. Ở chỗ là không phải lúc nào mình cũng yêu nhau đâu. Sẽ có những lúc mình thấy những cái cặn bã của nhau. Thế thì làm sao chúng ta vượt qua đây? Đây là hai cái thái quá con xin được đưa ra, đã giết rất là nhiều cặp hôn nhân. Và con gọi cái thái quá thứ nhất gọi là quá bám vào quá khứ. Và thái quá thứ hai, quá hướng đến tương lai. Thứ nhất, bám về quá khứ. Có một cặp vợ chồng nọ, họ đến với nhau một cách rất là tình cờ và cả hai yêu nhau rất là tha thiết. Và một hôm khi mà đã tìm hiểu nhau cặn kẽ thì anh chàng mới đến và đưa chiếc nhẫn cưới rất là đẹp và giá trị để cầu hôn cô nàng. Cô ta cảm thấy rất là bất ngờ nhưng mà rất yêu anh. Và lúc ấy cô ta nói thật: anh à, nếu như anh thật sự muốn cưới em thì em có một cái bí mật này phải chia sẻ với anh. Em đã từng có một người yêu cũ và em với người ấy đã có với nhau một đứa con rồi, đứa con gái. Thì nếu anh muốn cưới em đó, anh không được bao giờ nói với lại gia đình của mình, thậm chí là bất cứ ai, về cái đứa con riêng của em. Một ngày nào mà anh nói ra đó thì coi như tình nghĩa chúng ta chấm dứt. Anh này nghe thì cũng hơi sững sờ, bởi vì người bạn gái của mình có một người con trước rồi. Nhưng mà suy nghĩ đắn đo thì thôi, yêu nhau mà, con của em cũng thà là con của anh. Thế là cả hai đi đến hôn nhân và sống với nhau rất là hạnh phúc. Và anh chàng này, bởi vì anh không có con được nên anh coi cái đứa con của cô ta đó như là đứa con của mình, rất là yêu thương, chiều chuộng và dạy dỗ chăm sóc nó rất là kỹ lưỡng. Thế thì mười mấy năm sau, cô nàng lớn lên ở tuổi đôi mươi và bắt đầu lập gia đình. Cái ngày đám cưới hôm ấy diễn ra rất là đẹp. Và trong cái lúc mà vui như vậy đó thì anh chàng ngồi chung với lại đám bạn, lúc đó chắc là cũng vài chục chén rồi, hơi ngà ngà. Lúc đó mới nói với lại mấy đứa bạn như thế này: mày thấy không, cái đứa con gái đó, nó không phải con của tao, nó là con của vợ tao với lại cái thằng khác. Nhưng mà tao thương nó như là đứa con ruột của mình vậy, tao sẵn sàng cho nó tất cả mọi sự. Thế thì tiếng xấu thì đồn xa và đến được tai của người vợ. Và bà vợ rất là giận dữ, nổi cơn tánh bành. Cái gia đình ngày xưa êm ấm như thế nào thì bây giờ trở nên lặng, rất là lạnh lẽo. Ông chồng không được ở trong phòng chung nữa mà bị đá ra ngoài sofa, phải nằm sofa mà ngủ. Và khi mà người vợ giận như vậy đó là bởi vì anh này đã thất hứa. Đáng lý anh không được kể về cái quá khứ của tôi mà anh lại dám nói với bạn bè, rồi bạn bè anh lại nói với lại những người bạn của tôi. Và cô ta không thể nào chịu đựng được. Họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Và từ từ thì mỗi người ăn chung, ăn riêng, không còn ăn chung nữa. Và ai sống đường của người đó. Và từ từ đời sống nó trở nên một cái gánh nặng rất là khó chịu. Ở chung nhà nhưng mà hai trái tim đã xa nhau. Thậm chí là nhiều khi ngồi chung một cái ghế nhưng mà lòng không còn gần nhau nữa. Và anh ta chịu không nổi nữa và cả hai đưa đơn ly dị. Ở đây mình nhìn cái vấn đề như thế này: cái hạnh phúc nó có trong gia đình đó trước đây không? Thừa có. Và ở cô ta đó, cô ta là người phải nói rằng là đã có một đứa con rồi mà tìm được một ông chồng thương mình và thương con như con ruột. Cái điều đó khó không ạ? Rất là khó. Mình cứ đi kiếm thử coi, không ra được cái ông này đâu. Ông này là của hàng hiếm đấy. Nhưng mà ông ta vì một cái lỗi, phải nói rằng là một cái lỗi không đáng chết người, nhưng mà cô ta, bởi vì cô ta giữ khư cái quá khứ của mình và không thể nào tha thứ cho cái người đàn ông đó. Và việc gì đến cũng đã đến.
cô ta bắt đầu rút lại, gọi là đưa một cái bức tường lên và ngăn chặn cái tình yêu của người đàn ông muốn người vợ tha thứ. Và anh ta đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng mà cô ta không chịu, và từ đó đường ai nấy đi. Cô nàng này, cô ta có hạnh phúc trong bàn tay, có con và có người chồng thương con của mình. Nhưng mà cô ta đã đánh mất cái hạnh phúc đó là bởi vì một cái quá khứ chẳng đâu là đâu cả. Lắm lúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta nơi đây, và nhất là những bậc càng lớn tuổi, thì mình sẽ nghiệm ra được cái điều này. Và con nghĩ rằng một trong những điều làm cho chúng ta rất đau khổ khi gặp nhau, đó là mình không thể tha thứ được cho nhau. Cái tha thứ nó khó, rất rất là khó trong đời sống hôn nhân. Nó không dễ thế nào cả. Và đối với lại người phụ nữ, như chúng ta biết về tâm lý học đó, họ sống về cảm tính rất nhiều. Và khi đã cảm tính như vậy thì họ giữ tất cả những cái điều đã xảy ra, người chồng đối xử với người vợ như thế nào, họ giữ lại hết trong lòng. Miệng thì nói tha nhưng lòng thì vẫn nhớ, không quên được. Anh em tha cho anh nhưng em vẫn không quên được những gì anh đã làm. Đó là lý do chắc là mấy cặp mà hôn nhân hay cãi nhau, thường thường bà vợ lôi ra những cái chuyện cũ, đúng không ạ? Nói từ năm này, năm trước, năm 10 năm trước cũng nhớ. Nên là những người vợ là được một cái ơn rất đặc biệt. Cái ơn này là cái ơn mà phải nói rằng ở Việt Nam đó, thường thường mà mấy cái người mà làm ăn buôn bán toàn là đàn bà không à, đa số ở ngoài chợ đó, chợ búa, là bởi vì không ai có thể mà gian với họ được đâu. Họ nhớ hết, một đồng cũng nhớ, mình làm gì hôm trước hôm nay họ vẫn nhớ. Cái đó là cái điều rất là đặc biệt nơi người đàn bà. Cái chi li và tỉ mỉ như vậy nó giúp cho đời sống gia đình lắm. Một mặt rất là tốt là nó giúp cho người vợ biết được con cái nó cần cái nhu cầu gì. Chẳng hạn như một đứa con nó còn bé mà nó chỉ khóc lên thôi, bà vợ rất là tỉ mỉ có thể biết được cái nhu cầu đứa con, nó đang đói hoặc nó đang cần một cái gì đó. Nhưng mà người đàn ông thì mù tịt, nó khóc là cứ cho nó sữa, không biết nó làm bị cái gì được. Đó là một điều rất hay ở người phụ nữ. Nhưng mà cái cảm tính đó, cái sự chi tiết đó, nó lại rất nguy hiểm khi làm cho người đàn bà rất khó tha thứ, bởi vì họ quá tỉ mỉ đi. Sự tha thứ trong đời sống hôn nhân phải nói rằng là một điều nếu như không thể bỏ qua được thì làm sao có thể bước đi những bước kế tiếp được. Cái điều thứ hai tôi xin chia sẻ tới, đó là quá hướng tới tương lai. Quá khứ mình đã thấy là đã khó rồi, nhưng mà cái quá hướng tới tương lai nó lại là một thách đố còn lớn hơn, bởi vì nó đụng tới từng người trong chúng ta. Lắm lúc là chúng ta đang sống ở nơi đây, nhưng mà cuộc sống chúng ta không ở hiện tại, mà nó ở một cái năm nào đó. Mình hướng tới, mình cố gắng làm trong năm nay để năm tới đời sống mình khá hơn và mình được sung túc hơn. Thế thì ngày xưa con làm trong nhà thương, thì một hôm y tá nó gọi rất là gấp, xin thầy vào, có một người đang cần hướng dẫn. Và mình chạy rất gấp vào, thì trước cửa thấy có cảnh sát, là mình nghĩ có chuyện gì quan trọng đây rồi. Mở cửa bước vào thì giật mình, thấy có một ông Mỹ ở trần, ông ta bự con lắm, chắc phải gấp 3 lần con, nằm ở trên một cái giường bệnh, và người ta trói tay trói chân của ông ta lại. Và ông ta thì không nằm yên, cứ lấy tay lấy chân và giống như là kéo ghế kéo bàn, và miệng thì cứ hét lên: thả tôi ra, thả tôi ra, tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa. Ở bên cạnh thì có một đứa bé chắc cỡ chừng 10 tuổi hơn, nó ngồi nó khóc, nó nói rằng không phải lỗi do bố đâu, không phải lỗi do bố đâu. Thì mình cứ tưởng tượng đi, nhìn vào một cái phòng như vậy, một cái cảnh tượng rất là kinh sợ, thì đối với riêng con cũng khiếp lắm.
Ông này lỡ như mà ông bứt dây ra được là ông đấm mình cái là chết. Nhưng mà thôi thì vì công việc cũng phải vào. Và từ từ nói chuyện với ông. Mới đầu thì khó lắm, nhưng mà rồi ông cũng bắt đầu ông dịu xuống. Thì ông chia sẻ như vậy. Ông ta là người lính cứu hỏa. Và ông ta có hai người con gái. Một đứa 12 tuổi và một đứa cỡ 6 tuổi. Vợ mới mất sớm cách đây vài năm. Và một mình gà trống nuôi con. Rất là khổ, khổ tâm. Khổ ở chỗ vừa mất vợ, đau buồn. Nhưng mà nhìn thấy hai đứa con gái còn quá non trẻ. Nên ông ta nghĩ rằng mình phải làm một cái gì cho nó. Phải cho nó một tương lai sáng. Bởi vì ông ta nghĩ rằng là bây giờ mình đâu có gì để cho nó nữa đâu. Mình phải cho nó ngày sau nó ăn học được thành tài. Và ông ta cố gắng cày ngày cày đêm. Overtime nào cũng lấy hết. Và cái đứa con nhỏ của ông ta đó nói như thế này. Bố à, tại sao bạn bè của con nó có cha có mẹ, nó tới nó đón, rồi con thì không có ai tới, chỉ có bà. Tại sao vậy? Con muốn bố ở nhà với con, ở nhà chơi với con. Nhưng mà ông bố cứ nói, bố bận lắm con à. À, chừng nào bố rảnh thì bố sẽ dẫn con đi Disneyland. Nhưng mà ông ta cứ hẹn hoài, năm này qua năm nọ. Cái đứa nhỏ nó nói, bố à, bố mà cứ như vậy, con sẽ tự tử cho bố coi. Ông này cũng nghĩ trong đầu, một cái con bé mới có 6 tuổi biết cái gì mà tự tử. Ông ta bỏ ngoài tai, rồi bắt đầu đi cày tiếp. Vì ông ta nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền thì mới có thể làm cho con cái của mình hạnh phúc sau này được. Và ngày hôm ấy gọi là một cái ngày định mệnh. Ông ta bước về nhà, mở cánh cửa đi vào và gọi tên cô con gái yêu dấu, đứa bé nhỏ nhất, Princess. À, con đâu rồi? Mở cửa đi tìm nó, không thấy. Mở cửa nhà tắm, vừa mở cửa ra, ông ta ngã đung xuống. Ông ta không thể nào tưởng tượng được một cái cảnh tượng quá hải hùng trong căn phòng tắm đó. Đứa bé gái của ông ta đã dùng chính khẩu súng lục của mình và tự sát. Mới có 6 tuổi thôi đó. Và ông ta nằm trên cái giường bệnh đó mà ông ta không chịu nổi nữa và phải nói, hãy thả tôi ra, tôi muốn chết, tôi không thể sống được nữa. Là bởi vì ông ta biết rằng cái đứa nhỏ đã nói với ông rất là nhiều lần rồi, bao nhiêu lần, bố mà cứ đi làm như vậy con sẽ tự tử cho bố coi. Mà ông ta đâu có tin đâu, đâu có chịu nghe. Và ngày hôm đó đã để lại một cái vết thương rất là sâu nơi cõi lòng của một người bố khi mất đi một đứa con, phải nói rằng là gia tài quý nhất của ông. Quý bà và anh chị em thấy, trong cuộc đời này đó, khi mà mọi sự nó êm ả đó, nó không có gì cả, thì mình sẽ hướng đến điều này và điều kia, mình lo lắng cho tương lai, cái này cái nọ, đúng không ạ? Và mình kiếm tiền bình thường. Nhưng mà khi mà sự gì đã xảy ra trong gia đình của mình mất đi một cái đứa con hay là một người mình thương nhất đó, thì tất cả những thứ kia nó đều là vô nghĩa. Nó không có còn cái ý nghĩa gì được. Một đống tiền để đó làm gì? Ông này đó, ông thương con ổng lắm, rất là thương. Ổng sẵn sàng dành dụm tất cả những gì ổng hy sinh, ổng làm để mà ổng cho con ổng thôi, ổng đâu xài cho ổng đâu. Ổng chuẩn bị cho một tương lai rất là xa vời cho mấy đứa này. Con lớn là cho nó đi trường học tốt, rồi sau đó trả hết tiền học cho nó ở trên college, cho nó có một cái gọi là thành tựu sau này, và nó có đời sống sung túc, nó gần dựng vợ gả chồng. Nhưng mà đó, ông ta sai cái điểm này, là cái đứa con nhỏ của ông ta nó không cần một cái tương lai xa vời như vậy. Nó không có biết, nó cũng chẳng có hiểu. Cái điều mà nó cần, cái giây phút đó, là nó cần một người bố ở bên cạnh nó. Vì nó mới mất mẹ mà, nó đã buồn lắm rồi, nó thiếu cái tình thương của người mẹ, và nó cần cái tình thương của người cha ở nhà chơi với nó, làm cho nó vơi đi cái sự cô đơn khi mất mẹ. Mà ông ta lại không hiểu, và ông ta chạy theo một cái tương lai xa vời. Đến nỗi khi mà ngỡ ra thì tất cả những gì ông ta đeo đuổi đó, nó chỉ là một cái hư ảo. Mà cái thật đó là nó nằm
ngay trong giây phút hiện tại khi ông ta có đứa con của mình. Lúc đó thì không biết quý, mà khi nó mất rồi đó, muốn có lại cũng không có được. Nếu chúng ta mất đi một chiếc xe, mình có thể mua lại được. Mình mất đi căn nhà, mình cũng có thể tích góp, mình tậu cái căn nhà khác. Nhưng mà một khi mình đã mất đi một người thân yêu rồi, thì cho dù quý ông bà và anh chị em có bỏ bạc triệu đi nữa, mình cũng không bao giờ mua lại được những giây phút mình ở với người đó đâu. Không có được. Cái thời gian, người ta nói rằng đó, trong cuộc đời này có ba thứ mà mình sẽ không bao giờ lấy lại được khi mà nó đã qua đi. Thứ nhất là lời nói của mình. Một khi mình nói ra rồi đó, thì cái lời như là bốn con ngựa nó chạy rồi, không có lấy được cái lời. Và thứ hai chính là cái thời gian. Một khi thời gian đó mà nó đã qua đi rồi đó, thì cho dù mình có muốn kéo nó lại, mình có trả bao nhiêu tiền, nó cũng không quay lại. Và cái thứ ba là cơ hội. Cơ hội nhiều lúc nó chỉ đến có một lần à, quý bà và anh chị em. Cái cơ hội mình sống trên đời này có một lần à, không có một cái kiếp sau đâu. Và cái cơ hội mình đang được ở với lại cha mẹ, ở với con cái, ở với lại những người thân yêu trong gia đình, đôi lúc chỉ có một à. Khi mà mất đi một cơ hội thì mình không có thể nào lấy được một cơ hội khác. Làm sao mình có thể mua được một cái cơ hội khác bằng tiền khi mà mình muốn có lại cái đứa con đó? Không được. Cơ hội đã qua đi thì nó đã qua đi. Bởi thế trong đời sống gia đình có hai thứ đó đôi khi như là một cái điều kéo chúng ta ra khỏi cái hạnh phúc gia đình. Có người không thể nào khép lại được cánh cửa của quá khứ nên làm cho gia đình không thể nào mà đi tới được nữa, luôn luôn dừng ở một chỗ là người vợ hoặc người chồng luôn luôn đưa ra cái lỗi, cái sai của người đó, mà cái lỗi đó là 10 năm trước, 5 năm trước, mà cứ đưa vào. À, anh tại sao lại hay nhậu nhẹt, mà anh ta đã bỏ rượu lâu rồi, lâu lâu mới uống lại một chai, thì cô ta lại nhắc lại. Đấy, mấy năm trước anh có nhớ không, khi mà uống rượu như vậy, rồi con cái nó thấy, rồi anh nhậu nhẹt em mửa đầy nhà, anh có nhớ không? À, cái đó là 10 năm trước rồi. Anh ta đã bỏ rượu nhưng mà uống vài chai cũng bị mắng. Rồi có nhiều thứ như vậy, và cuộc đời gia đình dường như nó có những cái vết hằn không thể nào mà có thể giải gỡ được. Cuộc đời của chúng ta giống như là có một cái bao bì về quý bà và anh chị em. Trong cái bao bì này đó, mình chứa nhiều thứ lắm. Và những người đó mà nhạy cảm nhất thì họ hay chứa những cái nỗi đau của mình ở trong cái bao bì cuộc đời. Tất cả những gì đau khổ họ bỏ vào trong đó, và họ cứ kéo lê cái bao bì đó trên cuộc đời, đi ngày này qua ngày nọ, lâu lâu mở cái bao ra, nhìn thấy những cái nỗi đau và tự khóc một mình, tự đau một mình. Có một bác kia, bác kể như thế này, là bác ngày xưa đó bị mẹ chồng đối xử rất là tàn nhẫn. À, cái này phải là thông cảm với lại những cô nàng dâu khi mà về với mẹ chồng. Rất là tàn nhẫn. Và khi mẹ chồng chết rồi đó, bác vẫn giữ cái nỗi hận ở trong lòng mà không có bỏ đi được nha. Luôn luôn mỗi tuần hay mỗi tháng cứ nhớ lại những cái quá khứ đó, và lúc nào bác cũng buồn hết, không có vui nổi. Rồi đối với ông chồng đó, ông chồng cũng chết luôn rồi, và bác vẫn cứ nhớ: cha à, ngày xưa ông xã con đã làm cái này cho con, à, ông tệ bạc lắm. Cứ nhớ những cái đau khổ mà bà đã chịu, và cứ ôm đi. Bây giờ sống con mình à, không ở với con cái được. Bởi vì cứ mỗi lần gặp con cái là cứ nhắc tới quá khứ. Mà nhắc tới quá khứ như vậy con cái nó nhức đầu: mẹ tại sao lại sống một cách như vậy, à, không có nhìn gọi là lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Suốt ngày mặt mày cứ cau nhó, làm cho con cái nó chịu không nổi. Nên là mẹ bây giờ phải ở mình. Mà đi gặp các cha là cứ than về cái quá khứ nó đã xảy ra mấy chục năm về trước rồi. Đấy, mình thấy cái bao bì của cuộc đời của chúng ta ai cũng có cả. Mình muốn bỏ vào đó cái gì cũng được. Nhưng mà nếu bỏ vào những cái quá khứ không tốt, những cái điều
không đẹp đã xảy ra mà mình cứ giữ hoài thì nó chỉ nặng thêm mà thôi. Và cuộc đời của mình không còn có thể mà đi được, mà là lết, lết từng ngày, mà lết đau khổ, mà lết rất là đau xót. Còn đối với lại những ai quá hướng về tương lai cũng thế. Khi mà một người không có sống trong giây phút hiện tại đó, thì người đó luôn luôn bận rộn trong đầu óc của mình và luôn luôn có những cái suy nghĩ hướng về một cái tương lai nó xa vời lắm. Dạch ra một cái chương trình, năm này phải làm thế này, năm khác phải như thế nọ, và không còn để ý tới những gì xảy quanh, xảy ra ở chung quanh. Vợ cũng chẳng màng, con cái cũng để đó, là bởi vì anh ta quá quan trọng tới một cái tương lai xa vời. Phải làm giàu, phải có cái này cái nọ thì mới hạnh phúc được. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, đối với lại những người như thế, và có nghĩ rằng trong cộng đoàn của chúng ta nơi đây sẽ có những con người phải nói rằng là rất khó bỏ đi những cái quá khứ, và cũng có những con người sẽ rất khó sống cái giây phút hiện tại mà chỉ có chạy theo cái xã hội vật chất khi hướng tới một cái tương lai nó quá xa vời, và mình đã đánh mất đi rất nhiều thứ, từ sức khỏe cho tới những người thân yêu trong gia đình của mình. Con cái của mình bây giờ nó còn thân thiết với mình nữa hay không? Rồi người vợ có còn muốn thấy mặt mình nữa hay không? Hay người chồng có còn muốn ở chung nhà với mình nữa hay không? Điều đó là do sự chọn lựa của mỗi người chúng ta. Và con xin chia sẻ với quý cụ, với bà và anh chị em một lời cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong đời sống gia đình. Đó gọi là lời cầu nguyện vừa đủ xài. Có lời như sau: là lạy Chúa, xin cho con vừa đủ giàu để con có thể lo cho những nhu cầu cần thiết, vừa đủ nghèo để con có thể làm giàu cho con cái, vừa đủ ơn để con không sinh lòng kiêu ngạo, vừa đủ thử thách để con học biết cậy trông, vừa đủ nỗi buồn để con biết con luôn cần đến Chúa. Và lạy Chúa, xin hãy nhắc nhở con luôn, con được như hôm nay là món quà Chúa ban cho, nhưng con sẽ trở nên như thế nào vào ngày mai thì đó lại là món quà con có thể dâng lại cho Chúa. Vừa đủ giàu, quý bà và anh chị em, có ai trên đời này mà thấy đủ không? Thưa không. Ngày xưa qua Mỹ, 500 đô một tháng cũng đủ, đủ sống. Nhưng mà bây giờ 5.000 đô cũng không đủ nữa. Là bởi vì càng sống, mình càng thấy có quá nhiều nhu cầu đi. Và nhiều nhu cầu như vậy thì phải cày để mà đạt được những nhu cầu đó. Cái xã hội ngày hôm nay nó cho chúng ta một cái tư tưởng như thế này, là để mà hạnh phúc đó, mình phải có thật nhiều thứ. Có nhà cao, cửa rộng, xe hơi, phải có thì mới hạnh phúc được. Phải như người ta cơ. Nhưng trong lời cầu nguyện này nói như thế này: xin cho con vừa đủ thôi, vừa đủ cái tiền của để con có thể lo được cho những nhu cầu cần thiết, chính đáng, để cho con lo cho gia đình của con. Chúng ta cần có tiền chứ. Nhưng mà cũng cho con vừa đủ nghèo nữa. Có khi hãng nó cho con làm 12 tiếng một ngày, nhưng con bỏ đi 4 tiếng, con làm 8 tiếng thôi. Con nghèo đi 4 tiếng đó, cho dù họ trả double, để con có giờ con ở với con cái, con giúp cho con cái nó giàu về cái mặt tinh thần, vì nó có cha nó có mẹ nó ở nhà với nó. Đó là mình nghèo hơn đấy. Mình chịu thiệt thòi hơn. Mình chịu cho người khác lấy đi những vợ overtime đó để mình ở nhà, mình lo cho con cái của mình. Và xin cho con vừa đủ ơn. Ai cũng cần ơn cả. Nhưng nếu mình quá nhiều ơn, cái đó cũng không tốt. Mọi sự mà nó suôn sẻ trong cuộc đời đó, nó làm cho chúng ta kiêu ngạo. Tôi làm tất cả và mọi sự xảy ra như ý mình muốn là một điều không thể được, bởi vì mình sẽ không thấy là Chúa ở với mình, và mình không cần Chúa nữa. Xin cho con vừa đủ thử thách để cho con biết cậy trông. Khi những thử thách xảy đến trong cuộc đời, mình gặp những sóng gió giữa vợ với chồng với nhau,
giữa cha mẹ với con cái. Nó làm cho chúng ta điều gì vậy? Thưa chúng ta, cần đến Chúa, mình cậy trông vào Chúa vì sức mình có hạn, mình không giải quyết được tất cả mọi vấn đề, thưa quý bà và anh chị em. Lúc đó là lúc chúng ta cần đến Chúa nhất, khi chúng ta gặp thử thách. Và xin cho con vừa đủ nỗi buồn để con biết con luôn cần Chúa. Cuộc đời của chúng ta sẽ có những lúc buồn đấy. Và cái lúc buồn nó nhắc nhở thân phận của con người. Đây không phải là thiên đàng, đây là một cái hành trình của trần gian. Và cuộc hành trình này có lắm nỗi trân truân chuyên, đau buồn, đó là điều đương nhiên thôi. Không có ai mà có thể nói rằng đây là thiên đàng thật sự. Chúng ta cần có Chúa. Và câu kết chúng ta hãy nhớ đến là con được như ngày hôm nay là món quà Chúa ban cho. Món quà nào vậy thưa quý bà và anh chị em? Cái món quà của giây phút hiện tại là chính người đang ngồi bên cạnh của mình đó. Người vợ của mình, người chồng của mình và những đứa con là món quà cao quý nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Khi mà mình mất, mình mới thấy quý. Nhưng mà đừng để nó mất, rồi mình mới quý. Lúc đó thì muộn lắm rồi. Hãy trân quý giây phút hiện tại. Vì trong giây phút hiện tại này, mình có được cái món quà đó. Còn khi nó đã qua rồi đó, cơ hội mất rồi, thời gian trôi rồi, thì mình có muốn kéo lại, nó cũng đã là dĩ vãng. Nhưng con sẽ trở nên như thế nào vào ngày mai thì đó lại là món quà con có thể dâng lại cho Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều có một cơ hội Chúa ban cho để làm một sự thay đổi. Mình có thể trở thành một người bố tốt vào ngày mai, hay là một người bố xấu, hay là một người vợ hiền, hay là một người vợ không đàng hoàng. Đó là sự chọn lựa của mỗi người chúng ta. Và Chúa cho chúng ta đủ khả năng để làm điều đó. Nhưng mà quan trọng, mình có dám thay đổi hay không? Ước mong qua bài chia sẻ ngày hôm nay về giữa vợ chồng với nhau, chúng ta nhận ra được một điều này mà thôi. Sự khác biệt giữa nhau đã là khó rồi. Nhưng mà cái khó hơn nữa là chúng ta không chấp nhận được nhau. Chấp nhận là bằng lòng với cái mình đang có. Là mình cảm thấy mình ok với ông chồng của mình như thế này, không đòi hỏi hơn. Cho dù ông có những cái tính xấu, cho dù bà vợ có những cái nết không được đẹp, nhưng mà để cho gia đình được êm ấm, tôi chấp nhận người vợ của tôi không hoàn hảo, người chồng của tôi có nhiều cái tính không hay. Khi mà chấp nhận như vậy thì nó làm gì? Thưa, nó không thay đổi được cái người đó. Nhưng cái điều mà nó thay đổi chính là chúng ta. Cái bản thân mình mới thay đổi được thôi, mình không thay đổi được người khác. Thưa ông bà và anh chị em, khi đã thay đổi được mình thì cái nhìn của mình về gia đình nó sẽ trở nên khác hơn. Vì tôi thấy người vợ của tôi là một nửa của mình, và tôi thấy tôi có thể ở được với người đó. Vì những cái tính xấu mà tôi còn chấp nhận được thì huống hồ những tính tốt. Và qua cái điều đó, chúng ta mới có thể tiếp được cái chặng đường 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm và cho đến trọn đời. Và đó là điều rất thiếu nơi các bạn trẻ ngày hôm nay, khi họ không biết hy sinh ở chỗ là chấp nhận những cái không hoàn hảo của nhau. Ước mong qua bài chia sẻ này giúp cho chúng ta hãy cố gắng xin vừa đủ thôi, để cuộc sống của chúng ta còn có nhau nữa. Nếu chúng ta quá nhiều về của cải, chưa chắc chúng ta còn được ở với nhau. Và giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng lấy 15 phút giải lao, và sau đó chúng ta sẽ trở lại nói về con cái. Rồi, con xin kính mời quý cùng quý bà và anh chị em cùng trở lại trong nhà nguyện. Và xin các ca đoàn chuẩn bị một bài hát cho mọi người. Giờ đây chúng ta cùng nhau hát một bài cho tỉnh ngủ nha.
bao đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Ngài dựng nên con thân khi Ngài làm cho con sống, tình yêu Ngài đêm ấm ủ, lời Ngài dẫn dắt con đến đường. Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Rồi, xin cảm ơn quý sơ, quý cụ, quý bà và anh chị em. Chúng ta bước qua bài thứ hai, đó là nói về con cái. Thú thật với quý bà và anh chị em thì con ra làm một vụ chắc cũng được 4 năm mấy rồi. Và phải nói rằng 80% các bậc phụ huynh thường thường đến đều là: một là than phiền về con cái, hai là xin cha cầu nguyện cho đứa con của con. Thậm chí có một người ngày xưa con làm ở giáo xứ đó, nói là cha hãy tới, cha giúp cho đứa con của con đi, tính tình nó thay đổi quá rồi, con không nói, con nói nó không nghe nữa, cha tới cha khuyên nó đi. Nói: thưa chị, hôm nay em bận lắm rồi, cha tới cha nói đi. Và chị dường như muốn quỳ xuống luôn. Đấy, có nhiều bậc cha mẹ phải nói rằng là khổ vì con cái trong cái thời đại này rất nhiều. Cách đây vào năm 2014, trên một tờ báo tại Florida đã có một cái tin tức mà phải nói rằng là làm cho cả nước Mỹ phải bị đánh động, và nhất là những bậc cha mẹ bị đánh động. Tờ báo nó viết về một cô nàng tên là Alexandria, 17 tuổi. Cô nàng là một người rất là xinh đẹp, và trong trường học á, làm người bạn rất là tốt với tất cả các chúng bạn, ai cũng thương cũng mến hết. Coi như là một con người phải nói rằng rất hoàn hảo, đẹp như là model vậy đó, rất là dễ thương. Nhưng mà một ngày kia, em Alexandra đã lấy cắp chiếc xe của gia đình và cùng với người bạn trai và đi bỏ nhà đi trốn. Trên cái chặng đường highway đó, đang đi như vậy thì một chiếc xe cảnh sát chặn lại, và em cùng người bạn trai ngồi trong xe. Thì cảnh sát tới và hỏi bằng lái gì đó. Và quý bà anh chị em biết sao không? Em Alexandria này đã lấy một khẩu súng lục ra và bắn vào người cảnh sát rất nhiều phát, và anh ta gục ngã chết. Rồi sau đó, một điều nữa người ta không thể ngờ được là cô bé đã dùng chính khẩu súng lục ấy và tự sát. Người bạn trai cũng làm y chang như vậy. Và khi mà cảnh sát tới hiện trường như vậy thì họ không hiểu được. Lý do là bởi vì nếu như một người mà đã phạm pháp thì ít ra là phải chạy đi trốn đi, tại sao lại ở tại hiện trường mà còn tự sát nữa. Họ không hiểu được. Họ điều tra cái này cái kia, rồi rốt cuộc phải tới gia đình. Và khi tới gia đình thì người mẹ, người bố rất là đau buồn, và họ xin đi vào trong cái căn phòng riêng của cô. Mở phòng ra thì có một cái bức thư để ngay trên bàn, như là nó được dọn sẵn. Và trong thư nói như thế này, xin đọc cho quý bà và anh chị em. Mom, mẹ, con có thể viết cho mẹ cả ngày, nhưng con biết cho dù có viết bao nhiêu cũng không thể nào thay đổi được cái nhìn của mẹ. Mẹ là người rất ngoan cố và chỉ biết nghĩ cho chính mình mà thôi. Mẹ không bao giờ chịu lắng nghe con và không bao giờ biết thông cảm cho con. Mẹ có biết khi người ta khen con dễ thương, hiền lành giống mẹ, trong lòng con nghĩ sao không? Con chỉ muốn mửa ra thôi. Nếu như con phải ở với mẹ chỉ một phút nữa, thì con sẽ lấy chính máu mình
mà rưới lên tường và các thảm trong nhà để chính mẹ phải tự tay chùi rửa lấy. Và cô ta kết: I wish I were never born. Con ước gì con chưa từng được sinh ra trong cuộc đời này. Khi những người cảnh sát họ đọc được lá thư, bức định mệnh thư này, thì người ta có thể biết rằng cô ta có ý định tự sát. Và khi mà hỏi và điều tra về gia đình thêm nữa, là coi tại sao cái người mẹ này có vẻ là độc ác quá vậy, để cho một đứa con mình phải đi tới con đường này. Nhưng mà khi mà hỏi hay như vậy, thì họ thấy rằng cái người mẹ này đó coi như giống người mẹ Việt Nam chúng ta, chăm sóc con từng ly từng tí, và thậm chí là cho con đi trường học rất là tốt, và chuẩn bị cả một tương lai cho đứa con nữa. Nhưng mà cái họ tìm thêm được nữa là bởi vì bà mẹ quá khắt khe và tỉ mỉ đi, đã làm cho đứa con này đó phải lệ thuộc vào những cái chương trình của bà đưa ra. Bà rất là nghiêm khắc, cái gì đã đưa ra là phải làm như vậy. Và bà muốn nó tốt, muốn nó phải đi học nhiều lớp để nó có được kiến thức, và sau đó tương lai nó mới được thành tựu. Và chính bởi vì một người mẹ quá quan tâm và chu đáo như vậy, cái này nghe cũng giống các bà mẹ Việt Nam đúng không ạ? À, giống đấy. Nhưng mà bởi vì quá, cái gì quá nó cũng không tốt, thì cô bé ở cái tuổi teen, cô ta có một cái cảm tưởng là người mẹ như là một người cảnh sát vậy, một kẻ thù, luôn luôn lúc nào cũng dòm ngó rồi hạch hỏi, và nhiều khi so sánh mình với những người khác. Và cô ta chịu không nổi, có đôi lúc cô ta nói lại với mẹ, cô không chịu đựng được. Bà ta ngắt ngang lời, cô nói: mẹ không bao giờ biết nghe lắng nghe con cả, không bao giờ muốn hiểu, mẹ quá ngoan cố đi. Và cô ta đã ôm cái mối, gọi là cái mối hận, cái đau đến một cái độ mà chịu đựng được không nổi, thì cô ta đã quyết định tìm đến cái phương pháp gọi là giải thoát. Câu chuyện này rất là đáng buồn, và khi mà nó tung lên báo chí như vậy thì rất nhiều người họ đã thương tiếc cho cô, nhưng mà cũng rất nhiều người họ nhìn lại trong đời sống gia đình của mình, và thậm chí có nhiều người họ cũng thấy được rằng câu chuyện này đáng lẽ nó không thể xảy ra, nhưng mà tại sao nó lại xảy ra? Quý bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay người ta nói rằng là khi mà thương con cái đó, con cái của chúng ta nó có hiểu không? Có một độ tuổi nó sẽ hiểu, nhưng mà ở một cái độ tuổi dưới hơn á, thì nó không hiểu đâu. Không hiểu được cái sự yêu thương, chăm sóc và lo lắng của cha mẹ, không hiểu. Và nhất là cái tuổi teen. Ở đây có ai con cái là tuổi teen không ạ? Tuổi từ 13 cho tới cả 17, 18. Xin giơ tay. Ồ, khá nhiều đấy nha. À, khá nhiều. Con xin được nói tí xíu về cái tuổi teen như thế này. Cái cô bé hồi nãy đó, cô ta là tuổi teen đấy. À, và phải xin chia buồn tới tất cả mọi người ai mà có con cái tuổi teen. À, bởi vì cái tuổi đó nó được gọi là một con ngựa hoang. Mình biết con ngựa hoang là ngựa nào không ạ? Con ngựa không được thuần chủng, và con ngựa nó chạy trong rừng, trong rú á. Nó có một đời sống rất là tự do, không ai có thể xỏ mũi mà leo lên nó được cả. Nó không cho ai đến gần nữa. Và cái tuổi teen là nó như vậy, như là một con ngựa hoang. Và người ta nói rằng, các nhà tâm lý họ chú thích như thế này: cái lý do mà cái tuổi teen này nó quá khó khăn đối với cha mẹ là bởi vì một đứa trẻ nó bước qua một cái sự chuyển tiếp từ một đứa bé đến giai đoạn trưởng thành. Người Việt chúng ta thì nói là cái tuổi dậy thì đó. Và trong cái giai đoạn này đó, nó khám phá ra nhiều thứ thay đổi trong con người, trong con người của nó đó. Một đứa bé dậy thì nó có nhiều thứ thay đổi, à chúng ta biết điều đó. Và cái tâm lý nữa nó cũng thay đổi. Khi mà một đứa bé tuổi teen đó thì nó rất là nhạy cảm. Nó nhạy cảm về từng ly từng tí, và đặc biệt là đối với những lời của cha mẹ nói với nó. Rất là nhạy. Mình chỉ cần nói một lời nào đó mà thôi, nhiều khi mình để ý mấy con của mình đó, mình nói một lời rất là bình thường, à con đi học về làm bài chưa, tự nhiên nó nóng vậy, mẹ hỏi làm gì, đóng cửa. À đấy, cái tuổi đó là cái tuổi rất nhạy, là bởi vì cái tâm sinh lý nó thay đổi, và nó làm cho cơ thể cũng như là cái cách suy nghĩ của đứa bé
nó bắt đầu nó có một cái chiều hướng khác, nó thay đổi cái tính nết. Ngày xưa nó rất là hiền, nhưng mà cái tuổi này nó rất là bướng, và thậm chí nó cãi lại cha mẹ rất nhiều. Có một lần thì có một bà mẹ kể như thế này, là một cái ngày hôm đó bà về thấy nó ngồi nó chơi game, nó mới có 14, 15 tuổi thôi. Thì vừa vào nhà thì bà mẹ mới nói: John, con làm bài chưa? Nó ngồi đó nó không nói. Bà mẹ lúc này cũng hơi bực mình rồi, mới đi làm về: John, mày làm bài xong chưa mà chơi game? Bà mẹ nhìn nó, bây giờ nó mới nhìn lên nó nói: con không muốn làm. Mày chơi game cả ngày, một đứa bé xấu như vậy, mày có biết là mày có làm như vậy là xấu xa lắm không? Mày không lo học, mai mốt làm gì ăn đây? Mày không nghe lời tao thì biến ra khỏi nhà. Đó, lúc đó giận quá mà, khi mà giận rồi thì cái gì cũng nói ra được. Thằng nhỏ không nhìn bà mẹ, bà mẹ tức quá chạy tới chỉ thẳng vào mặt: mày nhìn vào mặt tao. À, nó không nhìn. Lúc này làm sao? Nói không được thì làm gì? Cho nó một cái bộp tai đúng không à? Đúng đấy, một cái bộp tai vào mặt. Thằng bé đứng dậy, nó nhìn thẳng vào mặt của mẹ nó, nhìn chừng chừng như là nhìn kẻ thù vậy. Và nó định tâm, nó bỏ nhà, nó đi. Nhưng mà thấy ông bố đi vào, nó quay vào, nó đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Tối hôm đó nó ngủ, bà mẹ đi vào phòng nó lục lọi thì thấy bài vở nó đã làm từ trước rồi, nó làm xong hết rồi, nó mới chơi. Thì cái giây phút đó đó, bà chia sẻ là không hiểu tại sao nó như vậy cha, tính tình nó thay đổi, con hỏi nó rồi mà tại sao nó không trả lời, nó bướng quá vậy. Lúc đó thì con mới nói như thế này: cái tuổi đó đó nó rất là nhạy cảm, và một cái lời hạch hỏi của mình đó, nó trở thành cho nó cảm giác nó là một tội phạm. Khi mà cô bước vào trong một căn nhà mà cô hạch hỏi nó như là một tội phạm đó: mày làm bài chưa, sao mày ngồi chơi game? Có nghĩa là mình như thể là mình lên án nó rồi: mày là một người, một đứa trẻ xấu, mày không chịu học bài. Và khi mà nó mà để những cái lời mà nó khó nghe như vậy đó, thì nó sẽ có một phản ứng rất là mạnh đối với lại cha mẹ. Cho dù là nó đã làm rồi, nó vẫn không trả lời. Là bởi vì nó làm sao? Nó là con ngựa hoang, nó không muốn bố mẹ kiểm soát. Và sự việc nó xảy ra rất đáng buồn ở chỗ, đáng lý cái việc có thể xử lý khác hơn, nhưng mà bà mẹ này đó đã làm sai cách. Sai ở chỗ là từ cách mà bà ta nói với nó đó, và từ cách hỏi, nó trở thành là một cái hỏi cung. Và cái đó nó làm cho một đứa trẻ ở tuổi đó đó, nó không chịu được đâu. Bởi thế, đối với lại các em mà tuổi teen như là quý phụ huynh đang có nơi đây đó, thì mình đừng có lạ khi mà mình thấy những cái tính nết thay đổi thất thường nơi một đứa trẻ. Là bởi vì nó không chỉ thay đổi về bên trong của nó hay là trong tinh thần của nó, tâm lý của nó, mà nó còn thay đổi nữa tại trường học nữa. Ngày hôm nay mình có biết là các đứa trẻ nó chịu gọi là peer pressure, gọi là một cái tiếng Việt mình gọi là gì ạ? Áp lực, áp lực từ phía bạn bè và nơi trường học rất là nhiều. Và ở cái độ tuổi nó nữa, nó càng nặng hơn nữa. Khi mà một đứa bé nó đi học á, thì trong lớp hoặc là ngoài lớp, nhiều khi cái ngày hôm đó của nó có một đứa bạn cười chê nó hay là chọc ghẹo nó: mày mặc đồ xấu vậy, chắc mua Goodwill à, hay là mày học dốt thế, suốt ngày có được điểm B. Những cái lời rất là nhỏ như vậy, nhưng mà đứa nhỏ nó nhớ nha, nó giữ trong lòng của nó. Và khi mà nó về nhà đó, nó mang cái nỗi buồn về ngay tại gia đình. Và cái nỗi buồn nó làm gì đối với nó? Thưa, làm cho nó cảm thấy I'm not good enough, tôi không phải là một đứa bé tốt. Và khi đụng thêm bà mẹ nữa, thay vì bà mẹ về với một tình cảm quan tâm, thương yêu để nó có thể chia sẻ, thì bà ta lại thạch hỏi nó nữa. Thì lúc đó, vừa bị ở trường, vừa bị ở nhà nữa, thì nó cảm thấy nó là một đứa bé cô đơn và đáng thương. Và nó phản lại,
tất cả cái nóng ở trong ngày đó nó đều đưa ra hết đối với mẹ nó. Cãi, có thể cãi lại, có thể là đóng cánh cửa rầm một cái, hay là có thể làm bất cứ cái gì. Cái tuổi đó là như vậy. Thế thì đối với lại các bậc phụ huynh, chúng ta làm gì đây? Thưa, có hai cách mà con nghĩ là mình phải cố gắng lắm. Thứ nhất, ở độ tuổi của các em như vậy, chúng ta phải hết sức kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Kiên nhẫn là gì vậy? Thưa, là mình đừng để cơn nóng của mình lên để mà mình, khi mà mình hỏi hay là mình muốn nó làm cái gì cho mình, hãy để một thời gian lắng đọng. Đừng có vội vàng quá khi mình muốn một cái gì đó nơi một đứa bé ở cái tuổi đó. Như vậy nó sẽ hỏng chuyện. Và một cái điều nữa là chúng ta hãy quan tâm đến nó thật nhiều. Cái tuổi đó, người ta có một cái khảo sát như thế này. Họ đặt một số gia đình chia ra hai bên. 200 gia đình có bố mẹ quan tâm và 200 gia đình có bố mẹ bỏ bê ngay cái tuổi độ tuổi thìn. Thì quý bà và anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Họ tìm thấy nơi 200 gia đình mà bố mẹ không quan tâm đến con cái đó, thì đa số những cái đứa trẻ mà không được quan tâm ở cái độ tuổi đó, một là nó theo bạn bè xấu, hai là nó trở nên bị cái trầm cảm, nó không thể nào mà ra ngoài được nữa. Có nghĩa là nó sợ đám đông, nó chỉ muốn ở nhà một mình, nó chơi game rồi nó ở trong phòng của nó. Và có nhiều đứa đó, nó có ý định là nó muốn làm những gì để kết liễu cái cuộc đời của nó đó. Và người ta khám phá sao lạ như vậy. Và người ta qua bên cái phía bên này nè, những bố mẹ mà biết quan tâm đến con cái thì người ta lại thấy khác. Những cái đứa con mà ở bên này đó, 200 gia đình, thì đa số những đứa đó lại có một cái tính tình nó cũng y chang như vậy bên kia, nhưng mà nó vượt qua được cái tuổi đó. Nó cảm thấy nó được khích lệ và nó hòa đồng với những bạn bè khác, và nó dùng cái energy, cái năng lượng của nó đó, ở độ tuổi đó, nó làm những việc hữu ích hơn. Là bởi vì nó biết có bố mẹ luôn luôn ở phía đằng sau hậu thuẫn nó. Hai cái điều khác nhau nhưng mà có một cái điểm giống nhau. Ở tại gia đình hết, quý bà và anh chị em. Tất cả đều bắt đầu ở tại gia đình. Một đứa trẻ nó có thay đổi xấu hoặc là tốt đều ở tại gia đình. Trường học đó là một chuyện, nó sẽ có những cái xấu ở trường học. Nhưng mà nếu gia đình đó mà không vững để mà hướng dẫn và ôm ấp con cái thì trường học nó sẽ kéo. Mà nơi trường học bây giờ đó, mình biết là nó có nhiều cái không tốt đâu. Không phải cái gì ở trường học nói cũng là tốt cả. Có nhiều trường con biết nó dạy như thế này. Ở một tuổi rất là trẻ, dạy về gọi là tình dục ha. Và thậm chí là cách ngừa thai như thế nào. Và rồi thì nó còn dạy là không có Chúa nữa. Và science là tất cả. Đấy. Và con em của chúng ta nó ở trong cái môi trường mà ngày 6 tiếng, 8 tiếng luôn luôn bị nhét vào trong đầu những cái của thời đại, mà những cái đó là tách nó ra khỏi đời sống đạo đức và đời sống gọi là nhân bản của một con người. Rất là nguy hiểm, nhất là ở trường public ngày hôm nay. Thế thì ở tại gia đình đó, nếu như bố mẹ đi làm quá nhiều thì con cái sẽ giao cho ai đây? Có một câu chuyện có thật, một người mẹ đến chia sẻ với một đứa con như thế này. Đó là: thưa cha, con của con đó, nó 15 tuổi mà sao nó không chịu ở nhà cha? Suốt ngày nó cứ chạy ra đường không à? Nó không chịu ở nhà. Thế là ông cha đó đi đến cái đứa nhỏ và hỏi: con gà, mẹ của con đó thương con lắm, sao mà con không chịu ở nhà với mẹ? Thì nó nói thế này: cha, con về nhà đâu có ai đâu cha, mẹ con đi làm hết rồi, tối khuya mới về, con về ở với ai? Một cái điều mà phải nói rằng rất là đáng thương. Và ông cha đó về nói với lại bà mẹ: có phải là chị đi làm nhiều lắm không? Thưa cha, thì con thấy con của con không ở nhà thì con đi làm, chứ con về nhà cũng đâu có ai. Đấy, bà mẹ cũng nghĩ y chang như vậy. Thì sao? Thua. Ông cha ông nói như thế này: chị phải thật sự dành thời giờ ở nhà với con cái. Nhưng mà con về nó không ở nhà thì sao?
Nhưng mà khi lúc mà nó đi chơi đó, nó nghĩ khác, là mẹ tôi đang ở nhà. Nó khác với lại việc ở nhà không có ai hết cha. Nó khác nhá. Khi mà một đứa trẻ nó nghĩ rằng ở nhà không có ai đó, có nghĩa là nó không còn làm gia đình nữa, mà là một cái nơi tạm trú. Bởi vì bố mẹ quá bận rộn, không còn thời giờ, không còn quan tâm tới nó, bố mẹ đi để một cái nơi trống hoang lạnh cho nó. Nó cảm thấy đó là hỏa ngục và nó đi thôi, chơi với bạn vui hơn. Nhưng mà khi nó biết bố mẹ tôi đang ở nhà thì lại khác. Là bố mẹ tôi vẫn muốn tôi về ăn cơm tối chung, vẫn muốn tôi về để mà ví dụ trò chuyện chung với nhau. Nó khác. Nên là cái việc làm đó, đối với lại các nhà tâm lý học nói rằng ở cái độ tuổi này mình phải cần dành nhiều thời giờ hơn cho nó nữa. Cái tuổi teen đó, tuổi teen nó đỡ hơn cái tuổi mà các em baby còn nhỏ. Cái tuổi đó nó cần cái sự quan tâm rất rất là nhiều. Mà nó rất là nhạy cảm, nó biết nha. Nó biết bố mẹ nào yêu công việc hơn yêu nó biết. Và nó đó, nó cắt nghĩa rất là cọc lóc. Bố mẹ đi làm nhiều, yêu công việc nhiều, có nghĩa là ghét nó. Nó cắt nghĩa như vậy ở một đứa trẻ. Và cái đó rất là nguy hiểm. Khi mà một đứa trẻ mà nó định nghĩa bố mẹ yêu thương những thứ khác hơn nó, thì nó không muốn đến gần bố mẹ đó nữa. Và cho dù mình có cố gắng sau này đi nữa thì cũng muộn rồi. Nên một trong những điều quan trọng là ở độ tuổi này chúng ta phải kiên nhẫn với nó. Nó có nóng nảy thôi cũng được, mình không bao giờ được dùng cái sự nóng nảy để mình dạy dỗ nó. Nhất là đánh con. Ở nước Mỹ này đánh con là ở tù đó. Ngày xưa thì cha ông của chúng ta nói thương con cho roi cho vọt. Cái đó là đúng. Đúng ở chỗ là cái ý hướng là đúng. Thương con phải hướng dẫn, phải dạy dỗ. Nhưng mà cái cách thức nó thì không hợp với bây giờ nữa. Bây giờ mà đánh con là ở tù. Mà thậm chí là đứa con đó, nó biết ba mẹ nó mà đánh nó đó, nó sẽ cắt nghĩa khác nữa. Bố mẹ ghét tôi mới đánh tôi. Chứ thường thường người ta thương, người ta đâu có đánh đâu. Đấy, cái đó nguy hiểm lắm. Đấy, nên chúng ta nhớ phải kiên nhẫn với con cái. Từ cách thức mình nói chuyện phải nhẹ nhàng, và hướng dẫn con cái trong sự gọi là phải cắt nghĩa. Luôn luôn phải tỏ cho nó bố mẹ thương con mới làm điều này. Bố mẹ quan tâm đến con, bố mẹ ở nhà thì bố mẹ cũng muốn con ở nhà với bố mẹ. Luôn luôn phải cắt nghĩa cho nó hiểu, vì tuổi đó nó rất nhạy cảm. Và cái điểm thứ hai nữa, ở đây không biết rằng có ai có con cái ở trên đại học không ạ? Xin giơ tay. Đã lên đại học. Khá nhiều. À, cái tuổi của các em khi mà ra khỏi high school và lên đại học đó, cái tuổi này có dễ không ạ? Có thể là nó vẫn ngoan, nó vẫn gọi phone về cho bố mẹ. Nhưng mà một trong những cái khó đó là nó còn đi lễ nữa không ạ? À, con nghe rất là nhiều bậc cha mẹ than phiền về cái này lắm. Con khi mà nó lên đại học, nó bỏ nhà thờ luôn rồi. Có không ạ? Có, rất nhiều nữa. Mà nó đang gia tăng này. Thế thì cái lý do tại sao vậy, thưa quý bà và anh chị em? Có lẽ là rất là nhiều lý do. À, nhưng mà con xin nêu ra ba lý do chính. Thứ nhất, đối với lại các bạn trẻ khi mà đến cái tuổi gọi là đủ lông đủ cánh rồi đó, trưởng thành rồi, đi ra đại học học hành, nhất là những đứa mà nó đi xa nữa, thì cái đời sống nó rất là bận rộn. Mình ngày xưa mình đi học bận rộn thế nào thì cái thời đại này nó còn bận nhiều hơn nữa. Một đứa trẻ thôi đó, con để ý là ngày xưa mình đại học nó có nhiều như nó đâu, mà sao bây giờ nó học còn nhiều hơn nữa. Thì những đứa trên đại học nó còn quá sức. Thế thì một tuần là có 7 ngày, 5 ngày là nó phải đến trường. Nào là phải học, rồi phải chạy theo bài vở, rất là mệt mỏi, không có dễ đâu. Rồi sau những ngày học như vậy thì về làm homework, rất mệt mỏi. Thì ngày cuối tuần nó làm gì? Thưa giải trí. Đấy, khi mà một tuần làm việc mệt mỏi, chúng ta cũng vậy thôi. Thì chúng ta cần có một sự giải trí để khuây khỏa. Có đứa thì nó sẽ làm bài thêm, có đứa thì nó sẽ cố gắng nghỉ ngơi, giải trí. Mà đa số nha, đa phần ở trên đại học đó, thì
Thì cái cách giải trí nó khác với cách suy nghĩ của người lớn chúng ta bây giờ. Giải trí của mình ngày hôm nay đó là, ví dụ mình làm gì? Mình nghỉ ngơi ở nhà đúng không? Rồi mình đi, có thể là mình đi ăn, mình đi coi một cuốn phim, cái gì đó. Nhưng mà giải trí ở đại học nó lại khác, ở cái tuổi trẻ nó khác nữa. Cái cách thức giải trí của các em ngày hôm nay đó, thường thường nó đụng tới bạn bè. À, bạn bè tụ tập với nhau, có thể là mấy đứa hiền thì nó đi coi phim, nó đi uống nước, đưa gì đó. Mà mấy đứa mà coi như là không tốt đó, thì bia rượu nè, à, rồi thậm chí là hút sách, và rồi trai gái, ba cái. Rất là nhiều. Và nó có những cái gọi là cái hội kín ha. Cứ mỗi cuối tuần là nó tụ tập với nhau, ăn uống nhậu nhẹt, rồi hút sách, rồi thậm chí trai gái. Và nó kết thúc một cái tuần giải trí là như vậy. Thì mình thử coi, một đứa trẻ mà nó đi theo cái con đường như vậy đó, thì nó còn tâm trí đâu nữa mà đi lễ. Khi mà cái tội nó vào rồi, nó lôi nó kéo nó theo con đường của bạn bè. Mà khi đã theo bạn bè rồi đó, bạn bè nó đâu có đi lễ đâu, thì tôi đi lễ làm gì, được cái benefit nào? Vô thánh lễ, ông cha ông nói tiếng Việt nghe chán chết, rồi ông giảng dài nữa, à, vô nó ngủ thôi được gì. Thì nó chọn ở nhà. Đấy là lý do thứ nhất, rất là nhiều lôi cuốn. Lý do thứ hai là ngày hôm nay đó, cái xã hội này đó, nó như là cái cỗ máy vậy. Cỗ máy này nó hoạt động được là bởi hai cái mục đích, hai cái nguồn máy: làm việc và tiêu thụ. Ngày hôm nay mỗi năm hay là mỗi tháng họ ra rất là nhiều mặt hàng mới. Nào là iPhone mới nè, rồi computer, rồi xe, rồi nhà, cái gì cũng mới cả. Họ đập vào mắt của nhiều người tiêu dùng. Và họ ra nhiều như vậy là bởi vì có nhiều nhu cầu quá. Phải có nhu cầu, người ta muốn cái mới thì họ mới làm. Và khi mà một đời sống quá nhiều nhu cầu như vậy, thì làm cho người ta càng phải làm việc nhiều hơn nữa để mà đạt được những nhu cầu đó. Và trong cái cách thức đó, nó làm cho một đứa trẻ nó nghĩ như thế này: mục đích sống trong cuộc đời này là để hưởng thụ. Và để hưởng thụ được thì phải đi làm, có tiền để có xe, có phone, trả tiền phone, rồi có thứ này thứ kia như chúng bạn. Đấy là mục đích mà xã hội nó đưa vào trong cái đầu óc của bạn trẻ đó, là một đời sống sung túc, đầy đủ, không thiếu gì cả. Đó là hạnh phúc. Bởi vậy nó cố gắng học. Làm gì? Để trở thành bác sĩ, kỹ sư và có thật nhiều tiền. Đấy. Rồi cái lý do thứ ba, và con nghĩ rằng đây là lý do chính mà các em nó bỏ nhà thờ. Khi mà một đứa trẻ như chúng ta vừa nói, nó nghĩ rằng mục đích chính là sống đời sống sung túc, thì có Chúa cũng được, không có Chúa cũng được, cũng chẳng sao. Nó không có ghét Chúa, mà nó cũng chẳng có cần Chúa. Và cái đó là cái đáng sợ. Và nó mất cái căn bản là ngay tại đời sống gia đình, thưa quý bà và anh chị em. Ngay tại đời sống gia đình, mình cứ tưởng tượng đi, con cái chúng ta sẽ ở với chúng ta bao nhiêu năm 18 năm, đúng không ạ? Thì mình cứ nghĩ trong 18 năm trời như vậy, bao nhiêu lần mình khuyên lơn con cái, hay là mình nhắc nhở nó, hay mình khuyến khích động viên nó cố gắng học hành giỏi nên người để mà có một công ăn việc làm tốt. Ở đây có ai khuyên con học giỏi không ạ? Rất nhiều. Ví dụ mình đặt lên bàn cân nha. Bên này bố mẹ từ lời nói, từ hành động hy sinh cho con học hành tốt, phải nói là rất rất nhiều. Nhưng mà có cha mẹ nào mà nói con cái bố mẹ muốn con trở thành Kitô hữu tốt không? Cái nào nhiều hơn? Cái này. À, cái này nặng hơn đúng không ạ? Ngày nào mình cũng nói hết, mày học bài chưa? Không học là chết. Bao nhiêu lần mình nói với con cái mình về cái vấn đề đạo đức thánh thiện. 6 tiếng, 8 tiếng ở trường, thầy cô cũng nói nó về cái vấn đề này. Phải học hành, phải cố gắng. Rồi một tuần được 1 tiếng ở nhà thờ đúng không ạ? Nói là phải cố gắng sống đạo. Cái đó đủ không? Nó không đủ. Mà bởi vì đó nha, bố mẹ quá nhấn mạnh về cái này, và nó cái này nó trở thành cái chính. Và con cái của chúng ta nó sẽ nghiệm ở trong đầu: à, bố mẹ, thầy cô cũng nhắc nhở con, tôi phải đạt được cái này nè, phải cố gắng học thành tài,
trở thành ông này ông nọ, kỹ sư bác sĩ, rồi có đời sống sung túc. Thì cái ý nghĩ của bố mẹ đặt vào đầu nó cũng y chang như của đời vậy đó. Và nó thiếu cái này. Và khi mà một cái cây đó, nó đã được gọi là uống theo một cái chiều này rồi đó, thì khi nó lớn lên mình uống lại nó không có. Impossible, too late. Lúc mà bố mẹ thấy nó lớn rồi, nó không đi lễ nữa, thì lúc đó bố mẹ mới nói: con à, bố mẹ nói sai rồi, lộn rồi. Cái này mới quan trọng là con, không phải cái này. Tiền bạc chỉ là thứ yếu. Lúc đó nó nghe mình không? Lúc đó là trễ rồi. Và đó là những điều mà con thấy là các bạn trẻ ngày hôm nay nó dính phải đấy. Là bởi vì chính bố mẹ đã có một cái cách sống quá thiên về đời, làm cho con cái nó không còn được nâng về bên đạo. Vì bố mẹ quá chú trọng về công ăn việc làm, đời sống học hành và của cải vật chất, làm cho con cái nó nghĩ đó là quan trọng. Tôi phải đạt được cái đó, và hạnh phúc của tôi là phải có những thứ như bố mẹ tôi đưa xuống cho tôi như vậy. Còn cái đạo đó, nó hời hợt lắm. Một tiếng một tuần không có đủ đâu ông bà và anh chị em. Mà chính ngay tại đời sống gia đình, bố mẹ cũng không chú trọng về cầu nguyện nữa. Bởi thế mấy đứa nhỏ nó ra đời đó, nó mất đi cái foundation, cái căn bản của đạo. Mà nhiều khi nó hỏi bố mẹ: tại sao con phải đi nhà thờ? Bố mẹ nói sao? Tại vì ông cha bắt vậy, phải đi, không thôi có tội, xuống hỏa ngục đúng không ạ? Như vậy nó có nghe nổi không? Không. Đấy. Và đó là những điều phải nói rằng là đã làm cho biết bao nhiêu bạn trẻ đã rời xa đạo. Và một phần lỗi chính là chúng ta đấy. Vì chúng ta đã không có hướng con mình đi theo đúng cái hướng mà Chúa muốn. Một khi cái phụ nó trở thành cái chính rồi, thì cái chính nó xuống thành cái phụ. Và lúc đó hậu quả khó lường. Vì khi của cải vật chất nó thành cái chính, thì Chúa sẽ trở thành cái thứ yếu. Và cái thứ yếu thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, miễn là tôi có đầy đủ là được rồi. Rất nguy hiểm thưa quý bà và anh chị em. Thế thì chúng ta có thể làm được gì khi con cái của chúng ta giờ đây nó ở đại học, nó không còn đi lễ nữa, và bố mẹ bây giờ ngồi ở đây nghiệm lại: à, lỗi của tôi, bây giờ mình làm được gì nữa đây? Thưa, khi mà con cái đã lên cái tuổi 18 rồi đó, đối với lại chúng ta đó là bố mẹ, coi như là nó đã vụt khỏi tầm tay rồi. Đối với lại xã hội này đó, thì 18 tuổi nó là người lớn rồi, và nó có một cái gia đình riêng, một thế giới riêng rồi. Mình không còn là một thầy dạy ngày xưa nữa, mình chỉ là một phần gia đình của nó mà thôi. Thế thì con xin khuyên quý cụ, quý bà và anh chị em điều này. Chúng ta có thể giúp được các em của chúng ta, nhất là các em nó không còn đi lễ nữa. Thứ nhất, quý ông bà và anh chị em phải cố gắng thật nhiều nối cái sợi dây liên kết tình thân với nó. Cái đó là điều quan trọng lắm. Có nghĩa là mình đừng bỏ con cái của mình. Lâu lâu phải gọi hoặc là text hỏi thăm con của mình. Và mỗi khi đó, mình biết nó rất bận rộn, mà mỗi khi nó về nhà của mình đó, thì phải tiếp đón, welcome nó rất là nồng hậu, cho nó biết gia đình thương con và cần con. Cái đó là cái đầu tiên nha. Tạo nên cái tình liên đới với nó. Là bởi vì khi mà mình mất đi cái sợi dây này rồi đó, tất cả các thứ khác mình mất. Con mà nó không muốn về nhà rồi đó, làm sao mình kéo nó được nữa đây? Nó đi rồi. Mình phải kéo nó về bằng cái tình thân trước, cho nó biết bố mẹ vẫn yêu thương và quan tâm tới nó. Và điều thứ hai là mình phải tạo nên cái sự tin tưởng. Chẳng hạn người bố luôn luôn hỏi thăm, à đấy, thì sẽ có một lúc khi mà nó tin mình rồi đó, thì có một lúc nào đó trong cuộc đời nó gặp phải những cái khó khăn, những cái vấp ngã, và nếu nó chia sẻ được với mình á, thì cái đó là cái ăn rồi. Lúc đó mình sẽ nói như thế này: à, bố nghĩ như thế này, sao con không thử cầu nguyện đi? Khi mà con gặp cái khó khăn đó, ngày xưa đó, chia sẻ kinh nghiệm với nó, bố cũng gặp cái trường hợp như vậy, và bố cầu nguyện và Chúa đã ban ơn. Hay là con thử đi lễ đi, con đi lễ con xin Chúa, và khi mà Chúa ban ơn cho con hãy nhớ ơn Chúa, con tới nhà thờ mỗi tuần.
Đó là những cơ hội mà chúng ta có thể kéo được nó. Nó không nhiều đâu quý bà và anh chị em, nhưng mà mình phải tạo ra cơ hội. Những lúc đó nó quý lắm. Vì khi mà mình có được sợi dây liên kết với con của mình á, thì nó sẽ ở với mình. Tuy là nó đang ở xa, nhưng mà nó có thể liên lạc với mình. Và cái sợi dây đó là cái sợi dây duy nhất mà chúng ta còn với nó. Mình mà mất cái sợi dây liên kết giữa cha, con, mẹ với con thì coi như là mình mất nó luôn rồi. Mình có thể cầu nguyện cho nó, nhưng mà để kéo nó về đó nó rất là khó. Và một cái điểm nữa, khi mà con cái của chúng ta đã mất đi cái căn bản như vậy thì chính chúng ta phải cho nó thấy lại cái vẻ đẹp của đạo Công giáo của mình. Ngày xưa mình dạy con cái ở một cái chiều hướng đời đẹp hơn con, mình phải làm ông này bà nọ, mình mới là có giá trị. Nó mất đi cái căn bản. Thì bây giờ mình phải đổi ngược lại. Hãy giới thiệu lại cho con mình đạo Công giáo nó đẹp như thế nào. Ai cũng thích cái đẹp cả, nhưng mà cái quan trọng là mình có cho nó thấy được cái đẹp của đạo không. Đạo trong đầu nó chỉ biết đi lễ 1 tiếng đồng hồ, nghe cha giảng, buồn ngủ, hết. Nó đẹp chỗ nào? Thế thì mình phải chia sẻ bằng chính kinh nghiệm của mình. Mình phải sống đạo trước, thì lúc đó mình mới thấy đạo đẹp được. À con à, trong những cái trường hợp đó bố nghĩ như thế này. Ngày xưa đó, bố ở được với mẹ với con đó là bởi vì Chúa ban ơn cho bố. Đó. Và qua cái việc bố cầu nguyện thì bố thấy được rằng ở đạo chúng ta rất là đẹp, là luôn luôn phải tha thứ cho nhau. Thì con cũng vậy, con cố gắng thử xem. Và khi nó thấy được bố mẹ nó yêu thương, tha thứ, biết sống hòa thuận, thì nó sẽ nghe cái lời đó. Còn nó thấy bố mẹ mà sống bê bối như vậy, có nói đẹp cách mấy nó cũng chả tin đâu. Nên là cái điều mà phải quan trọng, nếu như quý bà và anh chị em muốn kéo nó về đó, thì trước tiên mình phải sống đạo trước. Cái giữ đạo nó dễ hơn. Giữ đạo mỗi tuần đi lễ, đọc kinh cầu nguyện. Nhưng mà sống đạo đó, nó là một cái khác à. Sống đạo là một cuộc sống hòa với lại đời của người Kitô hữu, như là Chúa Giêsu Kitô đã dạy, và mình áp dụng nó vào trong cuộc sống, chứ không chỉ giữ đạo đến nhà thờ. Sống đạo là đưa đạo vào trong gia đình của mình. Chúa dạy tha thứ à, mình có tha thứ không? Chúa dạy yêu thương, quan tâm, quý mến, mình có làm như vậy với người phối ngẫu của mình hay với con của mình không? Nếu không có, ôi đâu có còn gì là đẹp của đạo của chúng ta nữa. Và con xin kết thúc với một câu chuyện cuối cùng để nói lên cái ý nghĩa của đời sống gia đình của chúng ta phải như thế nào. Người Ý rất là giỏi và hay. Và ngày xưa đó, tại nước Ý có một cái hải cảng rất là lớn, và tàu bè thường hay đến đó. Và đây là cái hải cảng đem lại nguồn lợi rất lớn cho cái nước Ý ngày xưa. Nhưng mà khổ nổi là chung quanh cái hải cảng đó có quá nhiều đá ngầm. Nhất là những lúc mà tối trời, rồi sương mù, thì những người gọi là thuyền trưởng, họ không thể nhìn được đường và định hướng được, và họ đụng phải đá ngầm. Và rất là nhiều chiếc thuyền đã phải đổ vỡ và nhiều người đã chết. Thế là những người giỏi nhất họ mới lại ngồi lại với nhau, và họ tìm ra được một cái phương pháp để giải quyết. Bởi vì quá nguy hiểm đi, mình không muốn ai chết cả. Và họ đã tìm ra được cái phương hướng này. Đó là họ làm cách này. Họ tìm, họ nhìn, và họ nhận định đâu là cái đường mà phải nói rằng là safe nhất, an toàn nhất. Và họ thấy cái đường đó, chẳng hạn cái đường này đây quan trọng nhất, tốt. Thì họ sẽ đấy, đó, cái đường này vô hải cảng là tốt. Và họ dựng 3 cái ngọn hải đăng thành một cái hàng dọc ngay ở cái đường mà an toàn nhất. Họ đốt lên đó 3 ngọn hải đăng, và họ thông tin cho những người thuyền trưởng là các anh phải thật sự cẩn thận khi mà vào cái hải cảng này, là bởi vì có quá nhiều đá ngầm, và nhất là khi những lúc tối trời và sương mù, các anh phải nhìn lên 3 ngọn hải đăng. Khi mà các anh ở xa đó, mà các anh thấy có 3 ngọn đèn, có nghĩa là đi sai hướng rồi, hướng đó đụng phải đá ngầm. Nhìn thấy 2 cũng sai luôn. Chỉ khi nào các anh thấy 1 ngọn hải đăng mà thôi, lúc đó là đúng đường rồi đó. Đi vào là coi như là good rồi.
Và những người thuyền trưởng họ nghe như vậy, họ làm theo và họ đi, nhất là những cái lúc mà sương mù giông bão đó, họ nhìn lên ngọn hải đăng và họ đi như vậy và tới nơi rất là bình an. Người Ý rất là thông minh. À đấy, thiết nghĩ cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng như là chiếc thuyền này vậy. Mỗi gia đình là một chiếc thuyền, bố mẹ là thuyền trưởng, và cái nhiệm vụ chính của người bố mẹ đó, người thuyền trưởng này đó, là làm sao đưa cái gia đình của mình nè từ cái bến bờ trần gian vượt biển mà vào được cái hải cảng, đó là nước thiên đàng. Đó là nhiệm vụ chính của bố mẹ đấy, phải đưa con cái đến bờ bến thiên đàng, cho nó sống đạo, cho nó biết đạo và cho nó người thành người tốt, đúng không ạ? Nhưng mà để vượt từ cái biển đời đó, nó rất là khó. Nào là có giông bão nè, nào là cám dỗ, và thậm chí là có những cái đá ngầm ở dưới mình không thấy nữa. Thế thì mình phải để ý tới cái lời hướng dẫn của giáo hội, là phải nhìn lên ba cái ngọn hải đăng. Không phải là lúc mình nhìn thấy à ba cái là đúng đường đâu, hay là mình bỏ đi một cái là đúng đâu. Chỉ khi nào mình thấy ba mà thành một đó, lúc đó mới là đúng đường. Và ba ngọn hải đăng này con gọi là, thứ nhất, ngọn hải đăng thứ nhất gọi là chấp nhận. Ngọn hải đăng thứ hai là chia sẻ. Ngọn hải đăng thứ ba là cầu nguyện. Ba chữ C nhé, rất dễ hiểu. Chấp nhận chúng ta vừa nói tới rồi. Chấp nhận là gì vậy? Thương người khác là khác mình. Vợ khác chồng, người đàn ông khác đàn bà, con cái khác cha mẹ. Cái sự khác biệt là như vậy. Mình có chấp nhận họ bằng lòng với vợ chồng của mình trong cái tình trạng đó hay không? Nếu mình không chấp nhận được thì đường ai nấy đi thôi. Cái đó là điều dễ hiểu. Chấp nhận là bằng lòng với người đó trong giây phút hiện tại, và mình giữ cái người đó là chấp nhận trong gia đình. Mình bỏ qua những cái của quá khứ, mình bằng lòng với những cái của hiện tại là chấp nhận. Thứ hai là chia sẻ. Trong con người của chúng ta đó, cái bộ phận quan trọng nhất là gì ạ? Trái tim. À, trái tim. Trái tim để giúp cho chúng ta sống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nhìn theo cái gọi là về cái hình ảnh đó, thì cái quan trọng nhất là cái đôi bờ vai. Cái bờ vai nó quan trọng lắm. Nó tượng trưng cho cái việc mà người ta gánh vác gia đình. Một người chồng dùng cái bờ vai bên này nè, gánh vác cả gia đình khi phải đi làm, rồi kiếm tiền về nuôi vợ, nuôi con, lo cho cả gia đình. Cái bờ vai nó nặng lắm. Nhưng mà quên một cái đó chưa đủ. Mình gánh vác gia đình như vậy là vật chất thôi. Còn một cái nữa mình phải gánh vác, đó là cái vai bên này, về mặt tinh thần. Và đó gọi là chia sẻ. Bởi vì sẽ có một lúc nào đó người vợ sẽ cần người chồng hiểu, thông cảm và được nâng đỡ. Và đứa con đó, nó cũng cần cha mẹ. Những lúc mà ở trường học nó bị bạn bè chọc ghẹo nó, hay là nó chậm, nó không thể nào theo kịp bài vở, nó cần đến bố mẹ để mà giải thích bài cho nó. Có một đứa nhỏ nó sẽ chạy tới mình: bố à, chỉ cho con bài vở này. Ông bố thì ngồi coi tivi, mày đi hỏi mẹ mày, tao bận rồi, ngồi uống bia coi tivi. Nó chạy bố mẹ nó: mẹ chỉ con với. Mẹ nói tao đang bận làm bếp, mày hỏi anh hai mày. Chạy qua anh hai đang chơi game, mày đi ra khỏi phòng. Rồi đứa nhỏ đi đâu? Không biết hỏi ai cả. Khi mà một đứa trẻ nó phải trải qua một cái tình trạng không được gia đình dùng cái bờ vai tinh thần nè để mà nó tựa vào đó, cho nó tựa vào, thì nó sẽ đi vào trong một góc tối. Và ở đó nó làm cái gì? Thưa, nó tự co lại cuộc đời của nó. Nó trở nên trầm cảm. Rồi nó sống một cuộc đời, nó từ từ nó cô lập. Có đứa mà nó hư hơn thì nó ra với bạn bè xấu, bởi vì gia đình không có quan tâm tới tôi, thì nó sẽ đi. Bởi vậy, cái bờ vai bên này nè là bờ vai rất quan trọng, khi chúng ta cần phải dùng nó nhiều hơn cả gánh vác cả gia đình về mặt vật chất nữa. Bởi vì con cái chúng ta nó cần, nó cần phải tựa vào bờ vai của mình nhiều lắm, chứ không phải nhiều ít đâu. Nhưng mà mình đừng nhìn chỉ cái nỗi mệt nhọc của mình rồi mình bỏ rơi con cái của mình. Cái điều đó sẽ dẫn tới con cái chúng ta tới một chỗ bế tắc, và bế tắc sẽ có nhiều hậu quả khác. Và cái điểm thứ ba cuối cùng đó là cầu nguyện. Có nhiều người cho rằng cầu nguyện không có ích lợi gì cả, nhưng
nhưng mà sai. Cầu nguyện rất rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, không thể thiếu được, nhất là trong đời sống người Kitô hữu. Cầu nguyện là gì ạ? À? Thưa, cầu nguyện giống như là một hình tam giác như vậy nè. Tam giác thì nó có mấy điểm? 3 điểm đúng không ạ? À? Mình ở đây nè, con cái vợ ở đây nè, xa nhau lắm, mình khác nhau mà, tính cách khác nhau. Nhưng mà cầu nguyện gia đình mà mỗi tối đọc kinh tối với nhau đó, cầu nguyện chung nhau, nó hướng chúng ta lên đây. Cái điểm thứ 3 là Chúa. Mà khi mà Chúa, lên tới Chúa không phải là mình gần Chúa đâu, là mình còn gần nhau nữa. Chúa là chất keo để kéo chúng ta gần lại với nhau. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng có 2 điều Ngài muốn con cái của Ngài phải làm, là ăn cơm tối chung với nhau, hoặc là ăn một bữa nào đó chung với nhau, để chia sẻ về những thông tin trong một ngày, để chúng ta hiểu nhau. Và cái điểm thứ 2, phải cầu nguyện mỗi tối với nhau. Là bởi vì nếu mình không có Chúa trong đời sống gia đình của mình á, cái chất keo nó không có nữa. Những lúc mà mình không còn gọi là cái tình cảm với nhau nữa đó, nó nhạt rồi đó, cái gì nó dán mình lại, không còn cái gì cả, mình bỏ nhau dễ lắm. Bởi vì cái thống kê nói rằng đó, thí dụ 10 cặp, 5 cặp là ly dị vì họ không cầu nguyện nha. Còn 1.000 cặp mà cầu nguyện đó thì chỉ có 1 cặp họ bỏ nhau thôi. Bởi thế trong bài chia sẻ ngày hôm nay, con xin tóm gọn về 3 ngọn hải đăng đó: chấp nhận, chia sẻ và cầu nguyện là cái phương thế để giúp cho chúng ta đến được cái bến bờ bình an nhất. Xin Chúa chúc lành xuống cho tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em trong một cái gọi là biển đời ha, rất là nhiều sóng gió và nhiều đá ngập. Con cái chúng ta cần đến chúng ta lắm, bởi vậy chúng ta hãy hướng dẫn con cái của mình như là người thuyền trưởng vậy, đưa con cái đến bờ bình an. Xin cảm ơn quý cụ, quý bà và anh chị em. Và bây giờ là phần trả lời câu hỏi. Tôi sắp theo tôi thế để có 5 câu hỏi, từ câu ngắn cho đến câu dài. Nhưng mà câu dài này tôi nghĩ là chắc 2 câu dài nữa để ngày mai chứ không có giờ nữa. Đây còn có 3 câu ở trên. 3 câu. Rồi, có một người hỏi là: thưa cha, kinh Tin Kính có người thì đọc tôi Tin Kính, có người thì đọc con Tin Kính. Thưa cha, chữ tôi và chữ con, nó cái nào đúng? À, quý bà và anh chị em nghĩ sao? Ở đây có ai đọc là con không ạ? Xin giơ tay. Công mừng. Nếu mà mình để ý đó, thì trong ngày Chủ Nhật chúng ta đi lễ thì luôn luôn có đọc kinh Tin Kính với nhau. Và cái kinh Tin Kính đó mình đọc là chung như là một cộng đoàn dân Chúa. Và khi mà mình nói với lại hướng lên với Chúa đó, là mình tuyên xưng đức tin, tôi tin mà, thì cái cá nhân thể nói không chỉ là với Chúa mà thôi, mà còn với nhau nữa. Thì mình có phải là con của người này không? Không. Khi mà tuyên xưng đức tin thì chúng ta dùng chính cá nhân của mình. Chữ tiếng Mỹ thì nó dễ hơn, nó chỉ là ai thôi, rất là dễ. Nhưng mà có nhiều người đọc là con, thì cái đó cũng có nghĩa là cung kính, làm người con của hội thánh hay là con của Chúa. Nhưng mà để có một sự hiệp nhất đó, thì giáo hội khuyên là dùng chữ tôi thì nó sẽ đúng hơn. Câu thứ 2: thưa cha, thuế thập phân là gì? Con nghe đạo Tin Lành, ngoài việc đóng thuế cho nước Mỹ, họ còn phải đóng thuế thập phân. Đạo Công giáo xong sao không có đóng thuế thập phân? Thuế thập phân. Thập là gì ạ? Là 10. Người Tin Lành đó thì họ khác với người Công giáo chúng ta. Công giáo mình có vẻ hiền hơn. Đi lễ thì cho tự nguyện đúng không ạ? Đấy, đưa cái giỏ ra đấy, ai cũng đóng. Và thậm chí nếu tốt hơn thì hàng năm đóng vào cái quỹ của hàng năm, chẳng hạn 100-200. Nhưng mà đối với người Tin Lành đó, thì họ ngoài việc là một công dân đóng thuế cho nước, thì họ còn đóng thuế thêm nữa cho chính cái nơi họ thờ phượng. Có nghĩa là khi họ đi một cái nhà thờ đó, thì cái bổn phận đối với người gọi là tin Chúa đó, đi theo Chúa, thì họ đóng 10% cái lệ tuất, gọi là cái tiền mà họ làm được đó. Chẳng hạn như quý bà làm được 100.000, đóng 10% là bao nhiêu ạ? 10.000. Đấy, thấy sốt sắng không?
Đó, cái đó gọi là cái thuế thập phân. Và họ, bởi vì họ khác với đạo của chúng ta như vậy, và cái cách thức họ gọi là như là một gia đình, kiểu như vậy. Họ nói rằng là chúng ta đến với lại hội thánh, mỗi một cái nơi mà họ thờ phượng gọi là hội thánh, thì như là một gia đình, và những cái tiền mà ông bà và anh chị em đóng vào đó là để làm cho cái hội thánh này nó có thể chạy được, cái nguồn máy nó chạy được. Và mình thấy có những cái nơi mà càng nhiều giáo dân đó thì họ rất là mạnh về mặt tài chánh. À, còn đạo của chúng ta thì chắc là không có như vậy. Nhưng mà chắc cha Tịnh muốn lắm mà không được. À, không biết là ai mà có sẵn sàng thì cha Tịnh không từ chối đâu nha. À, đấy, đấy là thuế thập phân. À, cái này đính chính tí, cái này cho giáo xứ không phải cho cha Tịnh, nhưng cha Tịnh có muốn hay không không thành vấn đề. À, tôi thêm cái này vào một chút nữa nhé. Nó có cái nguồn gốc từ Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh luật Mô-xê, trong sách Đệ Nhị Luật cũng như sách Lê-vi có ghi lại là bởi vì họ đã được Thiên Chúa chia cho đất ở tại vùng đất hứa, cho nên khi vào trong miền đất hứa đó, thì chỉ có 11 chi tộc là được chia đất. Và Thiên Chúa nói 10% lợi tức hoa lợi của người những nghỉ tốt nhất thì các người nộp lại cho đền thờ, là ở đó có chi tộc Lê-vi. Ở đó dùng cái tiền đó để mà bảo quản đền thờ, cũng như là lo cho những người phụ nữ, những bà quá và con côi, cũng như khách ngoại kiều. Nó có nguồn gốc từ Kinh Thánh là như vậy, cho nên người tin lành đó họ theo rất là sát với lại Kinh Thánh. Còn người Công giáo của chúng ta thì hoàn toàn tự nguyện. Nhưng mà nếu mà anh chị em mà đóng được 10% thì tôi nghĩ là tạ ơn Chúa. Nghĩa là cha xứ không từ chối. Tôi nha. Chỉ cần 5% thôi. Hơn nữa cũng được, không từ chối. Cảm ơn cha. Và câu cuối cùng: con xin cảm ơn cha đã khiến con tìm thấy được nhiều an ủi trong lúc đau buồn qua lời giảng của cha, là hãy xem sự đau khổ là chìa khóa để mở cánh cửa tâm hồn mình được đến gần Chúa hơn. Và con đã cảm nhận được điều này mỗi khi con cầu nguyện và tham dự thánh lễ hàng tuần. Cảm ơn cha đã cho con ý thức được điều này. Không phải là câu hỏi nhưng mà là chắc là lời cảm ơn. Dạ. À, xin cảm ơn người đã nói điều này. Và chúng ta cũng kết thúc tại nơi đây phải không cha? Dạ, còn hai câu hỏi đó cha đem về nhà ngâm cứu. Ngâm cứu, dạ vâng. Ngày mai chúng ta sau lễ đó thì cha còn khoảng chừng 10-15 phút trước lễ đó, trước khi giảng, 6:45 bắt đầu giảng, cha còn khoảng chừng 15 phút đó, lễ 6:30 là xong. Thì cha dùng cái giờ đó để trả lời hai câu hỏi, nó hơi dài. Ok. Rồi cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng đứng và lãnh nhận phép lành cha giảng phòng và chúng ta nghỉ ngày mai đi làm. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ngày tĩnh tâm thứ hai này, và xin Chúa cũng cho chúng con được đón nhận những gì Chúa muốn chúng con qua những lời chia sẻ, để chúng con có thể nghiệm lại trong đời sống gia đình của mình và có thể đưa ra những thay đổi để chúng con có thể giúp cho con cái của chúng con cũng như cho vợ chồng với nhau được sống hạnh phúc hơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin đi Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin kính chúc quý sơ, quý cụ, quý bà và anh chị em về bình an. Yeah.